Hồi 226, muốn đến Đài Loan, hạ thuyết từ. Lâm Hưng Châu kể tiếp ngày 22 tháng 11, quân ta trèo lên mặt tường nhất tề bắn súng lớn vào làm sạt một góc thành. Tròi gác mặt đông và mặt tây cũng bị phá vỡ, bọn hồng mau quỷ liều chết xông ra, mấy trăm tên bỏ mạng tại chiến trường rồi phải lui vào. Hồng Mao thái thú là quỹ nhất liền kéo cửa trắng đầu hàng. Khi đó nhân dân Trung Quốc ở Đài Loan đều muốn báo thủ định giết cho kỳ hết giống hồng mau quỷ nhưng quốc tính ra huấn dụ trăm họ, Trung Quốc chúng ta là một nước trọng điều nghĩa lễ, không nên tàn sát kẻ địch đã đầu hàng. Lão nhân gia liền thuận cho Hồng Mao thái thú ký hàng thư 14 khoản rồi dẫn tàn binh bại tướng xuống thuyền rời khỏi Đài Loan, trốn về Ba Đạt Duy Á. Bọn quỷ Hồng Mao chiếm cứ Đài Loan 38 năm từ năm Thiên Khải thứ tư triều nhà Minh đến năm Vĩnh Lịch thứ 15, tức là năm thứ 18 niên hiệu thuận trị nhà Đại Thanh. Đài Loan trở về bản đồ Trung Quốc nhằm ngày 29 tháng 11. Hồng Triều nói quốc tính ra hạ lệnh không cho giết những quân hồng Mao đã đầu hàng, nhưng trăm họ Trung Quốc vẫn uất quá chừng, hoặc nhổ bọt, hoặc ném đá vào mặt quân hồng Mao. Bọn trẻ nhỏ lại ca hát những bài chế diễu bại binh. Bọn hồng Mao kẻ thì gãy tay, người thì cụt chân, ôm đầu lùi thùi ra đi, cả tiếng quỷ thoại cũng không dám nói. Khi bọn chúng khai thuyền kéo cờ lên lại hạ xuống, rồi đốt pháo làm lễ tạ ơn quốc tính gia tha cho không giết vì tiểu bảo nói hay lắm người trung quốc chúng ta quả là oai phong bát điện hào khí tứ phương bọn hồng mao quỷ súng ống lợi hại như vậy mà quân ta hạ được đài loan thật không phải chuyện dễ dàng lâm hưng châu nói quốc tính gia đổi tên nhiệt lai già thành làm bình an chấn phổ la dân già thành làm thừa thiên phù từ đó lão nhân gia vĩnh viễn trọng trấn đảo đài loan lộ phó tướng từ nãy giờ lặng lặng ngồi nghe, bây giờ mới lên tiếng xen vào, thì tướng quân đến lấy Đài Loan cũng theo đường cũ của quốc tính ra tức là tiến vào cửa lộc nhĩ. Gã chưa dứt lời, vì tiểu bào đã xô tay cản lại rồi ngáp dài nói, nghe chuyện nửa ngày trời mệt quá rồi. Câu chuyện người Trung Quốc đánh quỷ tóc đỏ cúp đuôi chạy trốn thì còn lọt tai, chứ chuyện người mình đánh với người mình thì trở đi trở lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Rồi gã nhìn Thi Lang nói, Thi tướng quân chúng ta uống rượu như vậy tưởng cũng đủ rồi. Bây giờ tan tiệc quách, Thi lang đứng dậy đáp giả, đa tạ tước ra ban cho yến tiệc, ti chức xin cáo từ, rồi hắn hành lễ cất bước đi ra. Vì tiểu bảo và nội đường kể lại đã ngăn cản thi lang bằng cách nào, không để hắn mở miệng khoa trương chiến công đánh lấy Đài Loan. Mấy vị phu nhân nghe gã kể đều bật cười, chỉ mình ngân kha lẳng lặng không nói gì, nàng nghĩ bụng ngày trước nếu ta lấy trịnh khắc sản tất cũng bị bắt theo về Bắc Kinh người phụ nữ vong quốc khó lòng tránh khỏi bị họ làm nhục. Hôm nàng xuống con mùng nhỏ rời khỏi đảo thông cật, đã chẳng quan tâm đến cuộc sinh tử tồn vong của mình. Bây giờ nàng nghe trịnh khắc sảng mất nước đầu hàng địch nhân lại càng không để ý. A Kha nghĩ tới ngày trước vì thấy trịnh khắc sảng phong tư diêm rúa mà đem lòng say mê. Nàng cũng biết rõ hắn là người chẳng có khí phách gì, không ra tuồng con nhà hào kiệt, mà nàng cứ mê muội như kẻ đôi mù. Bây giờ nàng hồi tưởng lại mà vẫn còn hổ thẹn, công chúa nói, hoàng đế ca ca đối đãi với người ngoài nhân hậu quá chừng. Tên Trịnh khắc sảng đã phải đầu hàng mà còn được phong nhất đẳng công tước, tức là cao hơn Vi tiểu bảo. Vụ này thật khiến cho người ta phải tức mình, vì tiểu bảo xua tay đáp, không cần đâu, không cần đâu, Quốc Tính gia là một đại anh hùng, đại hảo hán. Hoàng thượng vì nể mặt Quốc Tính gia mà phong cho con cháu lão nhân gia quan hàm nhất đẳng công tước còn nói về tên trịnh khắc sảng thì chỉ đáng phong cho cái nhất đẳng mao trùng mà thôi. Hôm sau, Vi Tiểu Bảo chỉ mời Lâm Hưng Châu và Hồng Triều, hai người đến dự một bữa yến tiệc để nói chuyện thi lang lấy Đài Loan thế nào. Lâm Hưng Châu và Hồng Triều liền cho gã hay, quân thanh và quân Đài Loan huyết chiến mấy ngày ở Nhiêu Tâm Loan, kê lung tự tại Vũng Bành Hồ. Ban đầu thi lang thua trận, sau thủy quân của Thanh Triều đến tiếp viện lại mở cuộc đại chiến. Thuyền bè Đài Loan bị đốt cháy rất nhiều nên phải bại trận, Tương sĩ chết mất hơn vạn người. Chiến thuyền vừa bị đắm vừa bị đốt cháy hơn 300 chiếc. Lưu Quốc Hiên dẫn tản binh lui về Đài Loan. thì làng kéo quân đến đánh. Cửa lộc nhĩ nông quá chiến thuyền không vào được phải neo lại ngoài biển 12 ngày. Đang lúc vô kế khả thi thì đột nhiên mây kéo đầy trời. Nước thủy chiều dâng lên rất lớn. Chiến thuyền quân thanh liền kéo ua vào. Những tướng sĩ trên đảo Đài Loan từ trên xuống dưới xiết nỗi kinh hoàng. Ai cũng nói, ngày trước tiên vương quân phải nhờ nước triều dâng mới vào được cửa lộc nhĩ để lấy Đài Loan. Bây giờ nước triều lại dâng lên, hiểm trở thiên nhiên không còn nữa. Ý trời đã muốn vậy, dù có chiến đấu cũng bằng vô dụng. Trịnh khắc sảng vừa hay tin thuyền bè chở quân thanh lại vào cửa lộc nhĩ đã sợ hãi chẳng còn hồn vía nào nữa, chân tay luống cuống. Phùng tích phạm khuyên hắn đầu hàng, dĩ nhiên hắn chịu liền có điều hắn sợ thi lang ngày trước bị chu lục toàn gia muôn báo tư cừu tất làm khó dễ với con cháu nhà họ trịnh lưu quốc hiên liền viết thư đến thi lang nói cho hai đài loan ưng chịu đầu hàng nhưng với điều kiện phải bảo toàn sinh mạng cho con cháu trịnh thành công nếu không thì hết thầy quân dân ở đài loan thầm cảm ơn nghĩa của quốc tính gia đành là chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thi lang lập tức phúc đáp không nghĩ tới thủ oán này trước và thề rằng nếu không giữ lời hứa sẽ bị trời chu đất diệt tuyệt tử tuyệt tôn Thế là trịnh khắc sản, phùng tích phạm, Lưu Quốc Hiên dẫn toàn thể văn võ bá quan ở Đài Loan ra đầu hàng. Tôn thất nhà Minh quy thuận Thanh Triều chỉ có nhà giám quốc lỗ vương thê tử chín người. Ninh tỉnh vương thuật quế tự sát, thiếp là viên thị, vương thị, tú cô, mai cô, hà thư năm người cũng tuẫn tiết. Chăm họ hay tin này đều tới tấp chạy đến vừa khóc vừa phục xuống đất. Minh kỳ đến đây là hết, vì tiểu bảo nghe đoạn này tự hỏi, Hoàng đế Minh Triều đến hồi mặt vần có con cháu tự sát để tuẫn quốc, lại năm bà vợ cũng tuẫn tiết. Nếu vì tiểu bảo bầy tự sát thì không hiểu trong bầy cô vợ được mấy cô chết theo. Song Nhi nhất định bầu bạn với ta rồi, công chúa chắc không chịu đi theo. Còn năm cô, đại khái họ sẽ gieo xúc sắc để quyết định ai sống ai chết. Lâm Hưng Châu lại nói, thi lang kéo quân đổ bộ lên Đài Loan rồi vẫn thủ tín, không làm khó dễ gì đến con cháu nhà họ trịnh. Y còn thân hành đến trước miếu diên bình vương trịnh thành công làm lễ tế diện Y khóc lóc một hồi bằng một giọng rất bi thiết. Hồng triều nói theo bài văn tế của thi lang có mấy câu: từ khi đồng an hầu đến đài loan trên đảo mới có dân cư. Đến ngày minh triều ban cho quốc tính gia mở rộng đất đai mới thành biên cương. Công lao này chẳng phải của quốc tính gia thì còn ai nữa? Này thi lang nhờ uy linh của thiên tử, lực lượng của tướng soái lấy được đất này. Sở dĩ thi lang không nghĩ tới chuyện diệt quốc là để tận trung với triều đình và hết chức phận với bậc đàn anh. Từ ngày lang vào quân ngũ đã cùng quốc tính gia có mối duyên ngư thủy. Trung gian vì sự hiềm khích nhỏ mọn mà gây nên cừu hận trọng đại. Giữa lang và quốc tính gia tuy thành thù nghịch, tình còn tôi chúa. Quyết chẳng noi gương, kẻ cùng kỹ trong bụi lau. Hai bề công nghĩa, ơn tư, đến vậy mà thôi. Lâm Hưng Châu nói tiếp mấy câu này được truyền tụng trong một thời. Vì tiểu bảo hỏi, hắn nói lý là lý lố cái gì, tiểu đệ chẳng hiểu chi hết. Hồng Triều đáp kẻ cùng sĩ ở trong bội lau là nói về ngũ tử tư. Ngày trước ngũ tử tư bị sở Bình Vương giết cha anh, trốn sang nước ngô nguyện quân về diệt sở. Khi đó sở Bình Vương chết rồi, ngũ tử tư còn quật mồ lên để đánh vào sắc 300 roi để rửa hận cho phụ huynh. Thì làng nói quyết không hành động theo ngũ tử tư, vì tiểu bảo cười lạt hỏi, cha liệu hắn có dám làm không hay là hắn nói láo? quốc tính gia tuy đã qua đời nhưng hắn vẫn sợ muốn chết. hắn phá bại cơ nghiệp nhà trịnh mà vẫn loanh linh quốc tính gia tìm đến hắn để quấy giày nên hắn phải đến quốc tính gia dập đầu năn nỉ. thằng cha này xảo quyệt vô cùng. các vị đừng mắc bẫy hắn. lâm hưng châu và hồng triều đều khen phải vì tiểu bảo lại nói thiên cố sự về ngũ tử tư tiểu đệ đã được coi hát cô tấn nói về ngũ tử tư qua ải chỉ có một đêm lo nghĩ mà ông đầu đã bạc phơ. Có đúng thế không? Hồng Triều đáp, đúng rồi, đúng rồi, chi nhớ của tước gia hay quá, vì tiểu bảo lâu nay không được nghe ai nói chuyện cổ tích, liền hỏi sự tích Ngũ Tử Tư gia làm sao. Hồng Triều ngày trước đã thi đỗ tú tài, trong bụng y chứa đựng ít nhiều văn mặc liền đem chuyện Ngũ Tử Tư thuật từ đầu đến cuối. Vì tiểu bảo nghe y kể rất lấy làm hứng thú, liền bảo y, tiểu đệ ở trên hoang đảo này buồn quá may được hai vị đến đây nói chuyện cổ tích giải khuây cho. Vậy hai vị hãy nán lưu lại đây mấy bữa vội về làm chi? Lâm Hưng Châu đáp bọn ti chức là hàng tướng ở Đài Loan, hôm qua vô tình lại nói mấy câu đắc tội với thi tướng quân. Thi tướng quân muốn rửa hận thì đối với bọn ti chức chỉ như bóp chết hai con kiến. Tướng quân có thể tùy tiện khép vào tội lòng giả phản phúc, mưu đồ bất chính là tiền trảm hậu tấu ngay. Dù thi tướng quân chém rồi không tâu, vĩnh viễn cũng chẳng ai hỏi đến. Đoạn hắn năn nỉ vi tiểu bảo, vi đại nhân, xin đại nhân nói với thi tướng quân lưu bọn ti chức ở lại phục thị đại nhân. Vi tiểu bảo cả mừng quay lại hỏi Hồng Triều, Hồng ngại ca tính sao? Hồng Triều đáp, đêm qua ti chức đã cùng lâm đại ca thương nghị hồi lâu. Nếu chẳng được vi đại nhân cứu mạng thì bọn ti chức chết, không có đất chôn Vi tiểu bảo nói, hai vị đã theo tiểu đệ thì nhất thiết phải nghe tiểu đệ mới được. Lâm Hưng Châu và Hồng Triều khom lưng đáp vì đại nhân, bất luận đại nhân sai bảo điều gì bọn ti chức cũng xin tuân lệnh. Vì tiểu bảo cả mừng khôn xiết nghĩ bụng đã có hai tay trợ thủ này, ta sẽ tìm cách rời khỏi nơi đây. Nguyên vua Khang Hy đã phái bành tham tướng đem quân canh giữ đảo thông cật. Trước khi lên đường, hắn còn được nghiêm chỉ của đức vua nhất quyết không cho vi tiểu bảo cùng gia nhân rời khỏi đảo nửa bước. Trên đảo lại không thuyền bè, nếu muốn chặt cây đóng mảng thì đảo thông cật nhỏ bé làm sao che được tay mắt mọi người. Bảnh tham tướng chi não đã không linh hoạt, lại chẳng có bản lãnh gì. Nhưng đối với thánh chỉ của hoàng thượng thì dù hắn có bị chặt đến mấy chục cây đầu cũng chẳng dám tơ hào phản bội. Nhà vua sai hắn canh giữ là hắn trông coi giáo giết. Giả tỷ vi tiểu bảo muốn giết hắn thì chỉ cất tay một cái là xong. Nhưng dù giết cả năm trăm lẻ một tướng khán thủ cho kỳ hết sạch sành xanh vẫn chẳng có cách nào rời khỏi đảo thông cật bây giờ vi tiểu bảo nghe hồng triều nói đến bài văn tế của thi lang bái điện trịnh thành công cùng thiên cố sự về ngũ tử tư gã chợt động tâm nghĩ ra một kế liền cho mời thi lang đến vi tiểu bảo lâm hưng châu hồng triều và thi lang bốn người ngồi trong sảnh đường vi tiểu bảo đứng dậy đóng cửa lại hỏi thi tướng quân liệu tướng quân có ở lại đây chơi với ta được một vài tháng không thi lang đáp bản tâm ti chức muốn ở lại đây một thời gian khá lâu để thường thường được nghe giáo huấn. Có điều Đài Loan mới bình định xong, nhân tâm chưa được ổn định, ti chức tưởng sáng mai cáo từ đại nhân trở về Đài Loan. Vì tiểu bảo hỏi thì tướng Đài Loan bảo muốn ở với ta lâu ngày để thường thường nghe lời giáo huấn. Ta không hiểu đây là chân tâm của tướng quân, hay chỉ là những câu đãi lòng. Thi lang đáp dĩ nhiên đó là những lời tâm can phế phủ của ti chức, ngàn vạn lần đúng là sự thực tuyệt không mảy may giả dối hắn dừng lại một chút rồi tiếp ti chức nhớ lại năm trước tùy tùng đại nhân đóng binh ở đảo thông cật này nổ súng hạ thần long giáo hàng ngày ti chức được kính cẩn nghe lời giáo huấn của đại nhân lại được cùng đại nhân uống rượu đánh bạc cười nói tự nhiên đó là những ngày sung sướng nhất của ti chức vì tiểu bào hỏi giả tỷ bây giờ chúng ta lại có những ngày như vậy tướng quân còn vui thích không thi lang đáp cái đó dĩ nhiên ti chức khoan khoái vô cùng sau này đức hoàng thượng giao phó cho đại nhân những trọng nhiệm về quân quốc đại sự ti chức mong rằng được lệnh theo hầu đại nhân vì tiểu bảo gật đầu nói cái đó dễ lắm tướng quân muốn theo ta để nghe ta cười nói thật chẳng có gì khó khăn sáng mai chúng ta cùng đi đài loan với nhau là được thi lang giật mình kinh hãi đứng dậy đáp cái đó cái đó vụ này chưa được chỉ dụ của hoàng thượng ti chức không dám vâng mệnh mong rằng mong rằng đại nhân lượng thứ cho vì tiểu bảo cười hỏi ta đi đài loan có mục đích gì đâu bất quá nghe các vị nói ngoài đó rất náo nhiệt quốc tính gia mở mang cương thổ tại đài nam đài bắc tạo dựng lên một thế giới vui tươi sầm uất ta chỉ muốn tới đó coi cho biết chúng ta ngồi chung một khoang thuyền lớn đến đài loan có phải tướng quân thường được nghe lời giáo huấn của ta không cái đó là tự miệng tướng quân nói ra ta nhận thấy tướng quân là người rất tốt trước kia lại đi theo ta một thời gian. Mối giao tình giữa thượng ti và thuộc cấp của chúng ta không phải tầm thường, ta mới miễn cưỡng nghĩ ra biện pháp này để thỏa mãn lời thỉnh cầu của tướng quân. Vì tiểu bảo thấy thi lang trầm ngâm liền nói tiếp chúng ta đi Đài Loan thưởng ngoạn một vài tháng rồi lại trở về, thần không hay quỷ không thấy. Chỉ cần tướng quân giấu nhẹm, ta cũng không nói ra thì Đức Hoàng thượng làm sao mà biết được. Thi lang vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác hắn khom lưng đáp vi đại nhân, vụ này thật khó khăn vô cùng. Đại nhân đã ra lệnh đáng lý ti chức phải tuân theo, ngặt vì Đức Hoàng thượng mà làm tội thì thật là nguy hiểm. Bổn phận kẻ làm tôi không bao giờ được giấu giếm quân thượng. Tội khi quân ti chức thực tình không dám phạm vào, vì tiểu bảo cười nói mời tướng quân ngồi xuống, ngồi xuống, thì tướng quân đã không chịu thì cái việc còn con này bất tất phải nói nữa. Thì làng khác nào chút bỏ gánh nặng ngàn cân luôn miệng khen phải, từ từ ngồi xuống. Vì tiểu bảo lại cười nói, kể về tội khi quân thì chẳng giấu gì thi tướng quân, ta đã mấy phen lừa dối thánh thượng. Có điều thánh thượng khoan hồng đại lượng, sau khi ngài biết ra rồi cũng đến cười xóa bỏ đi, chứ chẳng coi đó là chuyện trọng đại. Thì lang đáp, giả dạ, giả, dạ, ai cũng bảo đức hoàng thượng đối đãi với vi đại nhân ân thâm đức trọng thật là hãn hiểu. Có thể nói nghĩa quân thần hòa hợp như vậy cổ kim chưa từng có. Nhưng ti chức bất quá là một tên tiểu tướng ngoại thần làm gì được nhiều phúc phận như vậy. Vụ này ti chức muôn đời không dám bắt trước vi đại nhân. Vì tiểu bảo mỉm cười hỏi thì tướng quân ngoài miệng tuy nhát gan, nhưng bản tước xem ra chẳng phải con người nhỏ mật. Nghe nói tướng quân hạ Đài Loan xong đã làm bài văn điếu tế quốc tính ra. Phải vậy không, thì lang đáp bẩm đại nhân, ba chữ, quốc tính ra, không thể dùng được. Hiện nay quốc tính là ái tân giác la. Vậy chúng ta khi nhắc tới trịnh thành công muốn nói cho lịch sử, chỉ có thể hô tiền minh tử tính. Vì vậy trong bài văn tế đó, ti chức chỉ xưng hô trịnh thành công bằng hai chữ, tử tính, quyết chẳng khi nào dám lớn mật phạm điều cấm kỳ. Hắn đã tiên liệu mình không chịu đưa vi tiểu bảo đến Đài Loan tất gã bới lông tìm vết, moi móc cho ra chỗ lầm lỗi. Hắn tự nhủ mọi người đã quen dùng ba chữ, quốc tính ra, nhưng trịnh thành công được minh triều ban cho lấy họ chung quốc tính của Trịnh Thành Công là quốc tính nhà Minh, chứ không phải là quốc tính của Thanh Triều. Nếu vì tiểu bảo nắm lấy ba chữ quốc tính vu cho mình vẫn còn tưởng niệm quốc tính ra họ chu mà báo về triều đình thì vụ này nhỏ bằng cái kim có thể lớn tẩy đình. Không chừng gây nên đại họa, thì là nghĩ như vậy, nên hắn phải cướp lời giải thích trước. Thực ra, vì tiểu bảo là con người vô học, chẳng có mưu thuật gì, gã chưa nghĩ tới điểm này. Gã nghe thi lâm biện thuyết như vậy, liền nắm lấy cơ hội để xoay đối phương. Gã nói thì tướng quân đã từng hưởng tước lộc của Minh Triều, thì trong lòng tưởng niệm đến, tư tính của tiên triều cũng chẳng có chi đáng trách. Nhưng giả tỷ tướng quân thật dốc giả trung thành với nhà đại thanh ta thì nên hô trịnh thành công là nghịch tính, ngụy nghị tính, phỉ tính, hay cầu tính mới phải, thì làm cúi đầu không nói gì. Tuy trong lòng hắn muốn cãi lại, nhưng hắn cảm thấy không nên tranh luận nhiều về điểm này. Hắn cũng cho là kêu trịnh thành công bằng, tư tính quả còn có chỗ sơ hở, vì nó vẫn ngụ ý chưa quên tiên triều. Vì tiểu bảo lại hỏi, bài văn tế đó của thi tướng quân nhất định hay lắm rồi. Tướng quân thử đọc lại cho bản tước nghe được chăng, thi lang là một võ tướng, chỉ biết giàn quân đánh trận, làm gì viết nổi văn tế. Bài văn tế kia do một tên sư gia làm tân khách đã làm thay hắn. Tôn sư gia là một tay tài học, bài văn tế của y văn trương lưu loát tự ý thiết tha, thì làng đã được nghe nhiều người tán dương, trong lòng rất lấy làm đắc ý, nên nhiều câu hắn thuộc lòng. Hắn nghe vi tiểu bảo hỏi tới liền đáp ti chức lạc thảo mấy câu, chẳng bỏ làm trò cười cho vi đại nhân. Thế rồi hắn đọc mấy đoạn trong văn tế, vi tiểu bảo nghe hắn đọc xong đoạn làng này vốn ở trong hàng ngũ, cùng, tư tính, đang vui vầy cá nước duyên may. Ngờ đâu vì vụ tị hiềm nhỏ mọn mà gây nên chuyện tầy đình. Làng cùng, tứ tính, trở thành đối nghịch, tình cũ chúa tôi, quyết chẳng làm kẻ cùng sĩ trong bụi lau. Tư ơn công nghĩa, đến vậy mà thôi, gã gật đầu ca ngợi, hảo văn chương, hảo văn chương, đoạn văn này dù có bắt bản tước đem chặt đầu cũng không thể làm được. Dù đã có người làm cho mà bảo bản tước học thuộc lòng, e rằng đọc cả 10 ngày cũng không nhớ. Thì tướng quân quả nhiên văn võ song toàn, trí nhớ lại càng tuyệt hảo khiến bản tước khâm phục không biết đến thế nào mà kỳ thì làng đỏ mặt lên, bụng bảo dạ gã biết rõ bài văn tế không phải tự ta làm ra mà có kẻ khác viết thay. Ta đọc cho gã nghe, gã lại đưa lời chào phúng. Vậy ta không nên nói nhiều với gã, vì tiểu bảo hỏi, trong đoạn này có câu, quyết chẳng làm theo kẻ cùng sĩ trong bụi lau, có ngụ ý gì? Bản tước kém bề học vấn không sao hiểu được, tướng quân giải thích cho bản tước nghe được chăng? Thì lang đáp, kẻ cùng sĩ trong bụi lau là nói về ngũ tử tư ngày trước ngũ tử tư, người nước sở, phải trốn sang nước ngô lánh nạn. Ngũ tử tư đi đếm bờ sông, một ngư ông chờ qua bờ bên kia rồi, lại đi lấy cơm cho y, hắn dừng lại một chút rồi kể tiếp. Ngũ tử tư sợ chi binh đuổi đến chóc nã phải ẩn vào trong bụi lau ở bờ sông. Ngư ông trở lại thấy trong bụi lau có người ẩn nấp, liền cất tiếng hô, người trong bụi lau ơi, người trong bụi lau ơi, phải chăng người là kẻ cùng sĩ? sau ngũ tử tư nguyện quân nước ngô đưa về đánh phá nước sở rồi quật mà lôi xác sở bình vương đánh 300 roi để trả mối thù sở vương đã giết cha anh. Thì làng kể xong sự tích ngũ tử tư, nói tiếp trịnh thành công đã giết cha anh cùng vợ con của ti chức. Nhân sĩ ở Đài Loan sợ ti chức sau khi hạ Đài Loan rồi cũng quật thay báo thù, nên ti chức nói trong văn tế quyết không làm việc đó. Trịnh thành công có linh thiêng cũng yên tâm được và quân dân Đài Loan bất tất phải lo nghĩ về vụ này. Vì tiểu bảo nói, té ra là thế, thì tướng quân chỗ này đã so mình với ngũ tử tư. Hồi 227, đổi thông cật đảo thành điếu ngư đảo. thì lang vội đáp ngũ tử tư lầm bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. Khi nào ti chức dám so bi, có điều ngũ tử tư toàn ra bị nạn rồi một mình trốn đi. Sau y đem quân về báo cửu tuyết hận, cuộc tao ngộ của ti chức trong điểm này cũng tương tự như vậy mà thôi. Vì tiểu bảo lầm nhầm gật đầu nói, bản tòa mong sao thi tướng quân không đến nỗi đi vào kết quả như ngũ tử tư. Bằng không thì thật là bất diệu. Thi lang tái mặt, bàn tay hắn đặt trên kỳ trà bất giác run lên bần bật. Nguyên ngũ tử tư lập được công lớn cho nước ngô rồi sau lại bị ngô vương xử tử bêu đầu. Gã lắp đầu nói tiếp thi tướng quân, giữa bản tước và tướng quân trước đã có mối liên can là thượng cấp và bộ hạ. Tình nghĩa không phải tầm thường có điều tướng quân tự kỷ với ngũ tử tư quả là chuyện đại nghịch vô đạo. Bài văn tế kia đã đồn đại vào đến Bắc Kinh và dĩ nhiên Đức Hoàng thượng nghe thấy rồi. Nếu không có ai phân thuyết giúp tướng quân trước mặt Hoàng thượng thì bản tước đại nhân rằng, hà hà, trường công lao này sẽ trôi theo dòng nước, thì lang vội cãi lại, xin đại nhân minh xét. Tì chức chỉ nói không làm theo hành động của ngũ tử tư, chứ không dám so mình với ngũ tử tư. Trong điểm này, khác hẳn nhau. Vì tiểu bảo đáp bài văn tế của tướng quân lưu truyền khắp nơi và vụ tướng quân tự so mình với ngũ tử tư là một chuyện khắp thiên hạ ai cũng biết rồi. Thì làng đứng dậy, cất tiếng run bần bật hoàng thượng là bậc anh minh, n đức coi bằng trời biển, những kẻ công thần đều được bảo toàn, ti chức được thờ một vị minh quân là tốt số hơn ngũ tử tư nhiều lắm. Vì tiểu bảo đáp lời tướng quân tuy rất đúng, bụng dạ ngũ tử tư thế nào, bản tước không hiểu rõ chỉ khi coi tuồng hát thấy lúc ngô vương sử tử ngũ tử tư thì ông nói các ngươi đem mắt ta khảm vào cửa thành để ta được nhìn thấy quân việt kéo vào kinh đô trừ diệt ngô quốc sau dường như ngô quốc quả nhiên bị diệt vong thì tướng quân văn võ toàn tài nhất định biết thiên cố sự này có đúng thế không thì làng nghe gã nói mấy câu sau bất giác ớn lạnh xương sống ban đầu hắn chỉ nghĩ đến ngũ tử tư đã lập đại công rồi sau bị ngô vương giết nhưng hắn không thuộc lịch sử và mấy câu nói của ngũ tử tư lúc lâm tử. Hắn lại nghĩ tới câu, quyết chẳng làm theo kẻ cùng sĩ trong bụi lau, tuy nói lên không hành động theo ngũ tử tư, nhưng ý kiến tỉ mình với ngũ tử tư lại in vào tai mắt mọi người. Huống chi trong bài văn tế nhắc tới chuyện ngũ tử tư quật thây báo cừu, liệu có khỏi bị vi tiểu bảo nắm lấy làm lời nguyền rủa vong quốc không? Vụ này có thể phạm vào tội lớn mà khi người ta đã khoác cho mình thì nguy hiểm vô cùng hắn lại tự nhủ một khi những câu của vi tiểu bảo lọt vào tai hoàng đế thì dù ngài là bậc thánh minh không bắt tội mình nhưng nhất định trong lòng ngài có ấn tượng không hay và mình đừng hòng được hoàng thượng gia quan tấn tước cho nữa ấy là chưa kể đến nếu hoàng đế còn kẻ thân tín như vi tiểu bảo thêm mắm muối vào rèm pha mình có lòng oán vọng chê bai triều đình giết kẻ công thần thì cái đầu trên cổ khó mà giữ vững thì làng càng nghĩ càng hối hận về việc biếu tế trịnh thành công hắn càng hối hận hơn về vụ bảo sư gia làm văn tế, khiến cho tên tiểu quỷ tinh danh cổ quái nắm được cẳng để quật mình. Thì làng đứng thộn mặt ra, trong lòng lo lắng, không biết phân biện cách nào cho được. Hắn còn đang bối rối, vì tiểu bảo lại cất tiếng hỏi, thì tướng quân, đức hoàng thượng lên chấp chính, việc đầu tiên của ngài là việc gì? Thì làng đáp, việc đầu tiên của đức hoàng thượng là hạ sát tên gian thần ngao bái. Vì tiểu bảo nói, đúng rồi ngao bái cố nhiên là gian thần nhưng hắn lại là cố mạc đại thần ngày trước hắn đã đánh thành phá giặc lập được rất nhiều công lớn cho nhà đại thanh ta rồi gã kể tiếp lúc giết ngao bái hoàng thượng đã nói một câu trẫm hạ sát ngao bái đại nhân rằng có kẻ bảo trẫm không thể tuất công thần ngài còn nói cái gì chim cái gì cung nhưng bản tước không nhớ tướng quân có biết không thì lang đáp đó là câu chim muông hết cung tên xếp xó vì tiểu bảo nói, phải rồi, phải rồi, cả tướng quân cũng nói như vậy, thì làng vội ngắt lời, không phải thế, không phải thế, Ti chức chỉ nhắc lại câu thành ngữ mà hoàng thượng thốt ra. Vì tiểu bảo hỏi, tướng quân đọc câu thành ngữ để hình dung hoàng thượng lúc hạ sát ngao bái chứ gì? Thì làng vội đáp, không phải thế, vì đại nhân hỏi Ti chức về câu thành ngữ đó, nên Ti chức chỉ nói ra để đáp lại câu hỏi của đại nhân mà thôi. Ti chức có 10 cái đầu cũng Chẳng khi nào dám buông lời phỉ báng hoàng thượng. Vi tiểu bảo dương mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt Thi Lang, khiến hắn cực kỳ hoang mang lo sợ. Từ xưa đến nay, kẻ thần tử tự cho mình lập nên công lớn mà phần thưởng bạc bẽo không xứng đáng, hoàng đế nhất định tức giận. Đạo làm tôi không bao giờ được thốt lời oán trách, chỉ trong lòng có ý oán hờn cũng đủ tội chết rồi. Thi Lang trong lúc tâm thần bàng hoàng, bị Vi tiểu bảo dẫn dụ phọt ra công, điều tận cung tàng nghĩa là chi muông hết cung tên bỏ xó hắn biết là nguy rồi nhưng không thu về kịp nữa huống chi ngoài vi tiểu bảo còn lâm hưng châu và hồng triều ngồi đó làm chứng thì dù hắn muốn trôi cãi cũng không thể được vì tiểu bảo hỏi thì tướng quân nói câu điều tận cung tàng phải chăng là phỉ báng hoàng thượng bản tước ít học không thể hiểu được ở triều đình chẳng thiếu gì đại học sĩ thượng thơ học nhiều hiểu rộng chúng ta sẽ xin các vị đó bình luận gã dừng lại một chút rồi tiếp bản tước được kề cận hoàng thượng trong những thời gian khá lâu dường như ngài thích người ta xưng tụng là điều sinh gì thang nhiều tuấn vũ thang mà không thích ai nói câu điều tận cung tàng đầu hai câu đều có chữ điều mà nghĩa chỉ trái ngược nhau chắc là một hảo điều một ác điều có đúng thế không thì làng vừa kinh hãi vừa tức giận bất giác bụng bảo giả trời không chịu đất thì đất chẳng chịu trời Gã định vô hãm ta thì ta đành liều giết cả ba thằng này đi cho hết mầm hòa Hắn nghĩ tới đây, bất giác mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ Vì tiểu bảo đột nhiên nhó thấy thi lang đằng đằng sát khí, mặt mũi đành ác, trong lòng không khỏi khiếp sợ Gã gượng cười nói tiếp thi tướng quân là bậc đại trượng phu thì nhất môn ký xuất, tư mã nan truy Hiện giờ tướng quân chỉ có hai đường, một là đem bản tước cùng lâm, hồng nhị vị giết ngay đi tiếp theo hạ sát cả những bảy vị phu nhân và mấy đứa con của bản tước, rồi kéo quân đến Đài Loan tự lập làm vua. Có điều bọn tùy tùng của tướng quân đều là quan binh nhà Đại Thanh, chưa chắc chúng chịu theo tướng quân làm phản, mặt khác quân dân ở Đài Loan vị tất đã tâm phục tướng quân. Thì làng mới thẩm tính trong bụng, đã nghe vi tiểu bảo nói huyệt tuệt mưu toan của hắn làm hắn bở vía. Bao nhiêu vẻ hung dữ tiêu tan hết, thì làng ngắt lời tì chức tuyệt không có ý nghĩ như vậy. Đại nhân bất tất phải đa nghi mà buộc tội danh vào ti chức Hắn dừng lại một chút rồi hỏi Còn đường thứ hai thế nào? Xin đại nhân rộng ơn chỉ điểm cho Vì tiểu bảo nghe giọng nói đối phương mềm nhũn Gã cũng yên tâm một chút Liền gác chân rung đùi đáp Đường thứ hai là tướng quân phải được hai vị lâm Hồng cùng huynh đệ giúp đỡ mới xong Gã dừng lại một chút rồi tiếp Vừa rồi thi tướng quân nhắc tới hoàng thượng đã nói đến chữ Điều là kính cần xưng tụng đức hoàng thượng như điều sinh gì thang, thì hay quá rồi, mai đây huynh đệ có dịp bái kiến hoàng thượng nhất định sẽ tâu lên thi tướng quân chữ trung đội ở trên đầu, lúc nào cũng tâm niệm ơn đức bao la của hoàng thượng. Trong khi đàm luận, tướng quân thường chê ngũ tử tư quên ân phụ nghĩa. Ngô vương đã phát binh giúp họ ngũ trả xong mối thù giết cha anh thì đáng lý về sau ngô vương sai y làm gì, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không lùi bước mới phải. Sao y lại ôm lòng bất mãn thốt lời phán vọng? giả tỷ ngày đó thi tướng quân là ngũ tử tư thì chẳng những hết sức giữ vững giang sơn nước mô muôn ngàn năm mà đừng nói chuyện giữ một tây thi mỹ nhân. Nếu có đông thi, nam thi, bắc thi, trung thi cũng cướp hết đem về dâng mô vương. Ngũ tử tư lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, còn thi tướng quân thì ngày ngày tâm niệm đức thánh minh thiên tử của nhà đại thanh. Kẻ hảo tâm tất được đền đáp xứng đáng, đức hoàng thượng luận công ban thường, dĩ nhiên thi tướng quân được phong công hầu vạn đái thì làng nghe vi tiểu bảo thuyết một hồi, sung sướng như mở cờ trong bụng. Hắn vội đứng dậy chắp tay xá giải đáp, nếu được đại nhân tâu bày hoàng thượng bằng những lời hoa mỹ như vậy thì ti chức suốt đời chẳng dám lắng quên ơn cao đức cả của đại nhân. Vì tiểu bảo cũng đứng lên đáp lễ, mỉm cười nói, lời nói chẳng mất tiền mua mà lại được ân huệ, có điều huynh đệ vui giả thì dĩ nhiên lời tâu càng văn vẻ, khúc chiết. Thi Lang tự hỏi, nếu ta không để gã đi Đài Loan một chuyến thì tâm tình gã làm sao vui vẻ cho được. Hắn liền đáp, Đài Loan mới bình xong, lòng người chưa ổn. Tì chức muốn tâu lên thánh thượng phái một viên đại đức cao vọng trọng tới đó tuyên thị thánh đức, vỗ yên chăm họ. Vị đại viên này dĩ nhiên là vi đại nhân xứng đáng hơn hết. Tì chức lập tức viết biểu tâu trình xin hoàng thượng giáng chỉ phái đại nhân đến Đài Loan tuyên dù vì tiểu bảo lắc đầu nói, thì tướng quân dâng biểu về kinh để chờ chỉ ý của hoàng thượng thì nguyên thời giờ vắng phản đã mất mấy tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, e rằng miệng thế phôi pha, những điều này tiếng kia lọt vào tay hoàng thượng rồi. Vụ này phải làm thật gấp, không thì sai một ly đi một dặm. Vì tiểu bảo thở phào nói tiếp hay hơn hết là tướng quân mời một viên thân tín của hoàng thượng cùng đi Đài Loan mở cuộc điều tra lập tức có thế mới chứng minh được tướng quân tuyệt chẳng có ý tự lập làm vua ở đài loan rồi gã nói bên ngoài người ta phao môn thi tướng quân đã tự đặt cả danh hiệu là đại minh đài loan tĩnh hải vương gì đó có đúng thế không thì làng nghe đến bảy chữ đại minh đài loan tĩnh hải vương bất giác sợ hết hồn bụng bảo dạ lời phao môn kia mà đồn đại tới bắc kinh thì triều đình dù còn hoài nghi nhất định cũng tin là chuyện thực đề phòng ngừa còn hơn bảo là không mà chuẩn bị vụ này có thể đưa ta đến chỗ chết không còn đất chôn Hắn vội đáp bọn gian nhân dựng đứng lên những lời phao ngôn, xin đại nhân chớ tin tưởng họ. Vì tiểu bảo thùng thẳng nói nhất định là thế, Huỳnh đệ cùng tướng quân biết nhau đã lâu, dĩ nhiên chẳng khi nào tin lời đồn bậy. Có điều tướng quân đến Bình Định Đài Loan. Không thể tránh khỏi giết người nhiều quá nên oan gia nhất định tìm cách buộc tội để rửa hơn cửu nhân đã âm mưu làm hại tướng quân thì huynh đệ tưởng khó nỗi đề phòng cho xiết. Mối oan khiên nào phải chuyện giải thích dễ dàng cho rõ được. Người ta đã có câu, trong chiều không có người đỡ đầu thì đừng làm quan, thật là phải lắm. Chẳng hiểu thì tướng quân đã có vị đại lão nào ở trong chiều làm hậu thuẫn hết sức bênh vực mình chưa? Thì làng càng hồi hộp trong lòng, tại chiều hắn chẳng có nhân vật nào ủng hộ, chả thế mà năm trước, hắn đến Bắc Kinh bơ vơ lạc lõng, vào cửa nào cũng không lọt. Mãi về sau được vi đại nhân đây đỡ đầu mới thành công. Hắn nghiến răng đáp vi đại nhân có lòng chỉ điểm khiến ti chức cảm kích vô cùng. Tình thế đã cấp bách như vậy, ti chức đánh bảo xin đại nhân sáng mai thượng lộ đến Đài Loan để điều tra cho rõ ngọn ngành. Vì tiểu bảo cả mừng, nhưng gã nghĩ tới hắn đã cầu mình thì cũng làm khó dễ một phen cho hà gã tính vậy liền nói vì việc minh oan cho tướng quân thì huynh đệ có phải cực nhọc một phen cũng chẳng có chi đáng kể nhưng huynh đệ ở trên đảo thông cật lâu ngày quá rồi nay lại ra khơi chỉ sợ say sóng đồng thời vợ con huynh đệ ngày nào cũng ở bên mình nhất đán khó nỗi phân ly thì làng mắng thầm trong bụng người vượt bể không biết bao nhiêu lần rồi mà ta có thấy ngươi say sóng con mẹ nó lần nào đâu đây là ngươi cố ý làm bộ với ta trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt hắn làm bộ tươi cười đáp các vị phu nhân, công tử cùng tiểu thư dĩ nhiên đi theo đại nhân. Tì chức sẽ lựa con thuyền thật lớn, thật êm để đại nhân nằm ngồi. Dạo này bể lặng sóng yên, đại nhân bất tất phải quan tâm. Vì tiểu bảo nhíu cặp lông mày nói, đã vậy huynh đệ vì mối giao tình giữa chúng ta mà gắng ngựa đi một chuyến để giúp dùng thi tướng quân. Thì làng luôn miệng tạ ơn, hôm sau vi tiểu bảo cùng bảy vị phu nhân, hai trai là hổ đầu đồng trùy một gái là song song xuống ngồi thuyền lớn có treo cờ của thi lang bành tham tướng toan cản trở thi lang lập tức hạ lệnh cột y vào gốc cây đoàn thuyền khởi hành ra khơi vì tiểu bảo nhìn lên hòn đảo gã đã cư trú mấy năm cười nói nhà cây đã rời đảo thì nơi đây không nên kêu bằng thông cật đảo nữa chúng ta tìm một tên khác đổi lại mới được thi lang đáp đúng thế xin đại nhân xem tên gì hay đổi lại là hơn vì tiểu bảo ngẫm nghĩ rồi đáp đức hoàng thượng phái người đến truyền chỉ đã nói chu văn vương có khương thái công câu cá hán quang vũ có nghiêm tử lăng câu cá hễ có thánh minh thiên tử là có trung thần câu cá hoàng thượng phái huynh đệ ở đây câu cá vậy chúng ta đổi tên hòn đảo này làm điếu ngư đảo quách thì làng vỗ tay hoan hô nói đại nhân đặt tên như vậy là tuyệt hảo rồi điểm thứ nhất xưng tụng đức hoàng thượng sánh với chu văn vương hán quang vũ Điểm thứ hai tỏ rõ đại nhân văn võ toàn tài như Khương Thái Công, lại thanh cao phong nhã bằng nghiêm tử lăng. Phải lắm, phải lắm, từ nay, chúng ta kêu trái đảo này bằng điếu ngư đảo. Vì tiểu bảo cười đáp đây bất quá là huynh đệ muốn đổi tước thông cật hầu làm điếu ngư hồng. Nếu ngày sau còn được thăng quan sẽ kêu bằng điếu ngư công gì đó thì lại không, ngon, nữa. Thì lang cười nói, ngư ông đắc lợi, là điểm tốt rồi. Tì chức vẫn thấy ngon lắm. Vì tiểu bảo gật đầu đáp, hoàng thượng phong huynh đệ làm thông cật bá, rồi thông cật hồng. Huynh đệ nghe rất lọt tai, nhưng mấy vị phu nhân lại không hứng thú. Ngày sau sẽ tâu trình hoàng thượng đổi làm điếu ngư hầu, chắc là mọi người đều hoan hỉ. Thì lang cười thầm trong bụng, tự hỏi cái gì mà thông cật bá với thông cật hầu. Đây bất quá hoàng thượng muốn làm cho gã vui giả và coi gã là kẻ vi thần lãng mạn chứ nào phải có ý tôn trọng dù cho đổi làm điếu ngư hầu cũng chẳng có chi hay ho hết. Nhưng ngoài miệng hắn nói, từ ngàn xưa đã có câu, ngư, từ, canh độc. Ngư ông đứng đầu, người đọc sách xuống hàng thứ tư. Vậy điếu ngư công hay điếu ngư vương so với trạng nguyên, hàn lâm còn tôn quý hơn nhiều. Điếu ngư đảo phải trăng đời sau kêu bằng điếu ngư hải đảo. Đáng tiếc trong sử sách không chỗ nào nói đến, thành ra khó bể kê cứu. Nếu muốn tìm di tích của vi tiểu bảo ở trên đảo, cũng chỉ thấy nói từ mấy năm đầu vua Khang Hy, hòn đảo này do người Trung Quốc trường kỳ cư trú và triều đình có phái 500 quân xa đồn trú. Vì tiểu bảo ngồi trên kỳ hạm của Thi Lang đi tới Đài Loan, lên bờ ở phủ An Bình, dọc đường, Lâm Hưng Châu và Hồng Triều trò cho gã hay ngày trước trịnh thành công tiến binh thế nào, đại phá quân Hồng Mao ra sao. Vì tiểu bảo nghe hai người nói rất lấy làm thú vị. Lúc này gã nghiêm trang thốt ra những lời chào phúng thi lang đặt tiệc lớn ở phủ tướng quân khoản đãi cực kỳ long trọng. Mọi người đang yến ẩm, chợt nghe báo có chỉ dụ ở đế kinh đưa tới. Thi lang vội ra tiếp chỉ, lúc hắn trở vào vẻ mặt lo âu, nhìn vi tiểu bảo nói, vi đại nhân, thượng dụ truyền ra phế bỏ Đài Loan không đồn chú nữa. Vụ này thật là hỏng bét, vi tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, sao lại thế được? Thi lang đáp, thượng dụ ra lệnh cho ti chức chuẩn bị bỏ Đài Loan và đưa hết quân dân toàn Đài Loan đi vào nội địa không một nhà một người nào được ở trên đảo hắn thở dài nói tiếp: tuy trước đã hỏi sứ thần thì đây là kiến nghị của các đại thần trong triều nói Đài Loan là hòn đảo cô lập ở hải ngoại dễ biến thành sào huyệt của đạo tặc triều đình khống chế khó khăn nếu phái đại quân đồn trú phải tiêu phí nhiều lương tiền vì thế mà quyết định rút đi vì tiểu bảo trầm ngâm một lúc rồi hỏi thì tướng quân có biết dụng ý chân chính của các vị đại lão trong triều là thế nào không? thì làng kinh hãi cất giọng run run đáp chẳng lẽ chẳng lẽ câu chuyện ngũ tử tư gì đó đã đồn đại vào đến bắc kinh vì tiểu bảo mỉm cười nói người ta đã có câu điều hay không ra khỏi cửa việc giờ truyền đi ngàn dặm triều đình sợ tướng quân quả có ý muốn làm đại minh đài loan tĩnh hải vương gì gì đó thì làng càng sợ hãi miệng ấp úng biết làm làm thế nào bây giờ chăm họ ở Đài Loan có đến hàng chục vạn người đã an cư lạc nghiệp mấy chục năm mà nay nhất đán đưa vào nội địa thì họ sinh hoạt bằng cách nào? Nếu bức bách cuộc thiên di đi này tất sinh đại biến. Huống chi quan binh nhà Đại Thanh bỏ đi, quân Hồng Mao lại đến chiếm cứ. Người Trung Quốc chúng ta phải bao nhiêu tân khổ mới gây dựng nên cơ nghiệp ở đây mà nay dâng cho bọn Hồng Mao quỷ thì bách tính cam tâm thế nào được? Vì tiểu bảo đáp bản tước nhận thấy vụ này không đến nỗi hoàn toàn vô phương cứu vãn. Đức Hoàng thượng rất mực nhân từ, yêu thương chăm họ. Bây giờ tướng quân thỉnh mạng cho bách tính, may ra Hoàng thượng chuẩn tấu cũng chưa biết chừng. Thì làng nghe gã nói đã yên tâm một phần. Hắn hỏi, nhưng trong chiều đã phong phanh chuyện gì mà ti chức tâu trình như vậy tựa hồ không muốn rời khỏi Đài Loan, lại càng tỏ ra, có lòng phản nghịch thì sao? Vì tiểu bảo đáp tướng quân nên lập tức trở về Bắc Kinh đem tình trạng này diện tấu hoàng thượng tướng quân tới Bắc Kinh rồi thì những lời phao vô vụ tự lập làm Đài Loan vương dĩ nhiên không còn ai tin nữa. Thì lang nói, phải lắm, phải lắm, lời chỉ giáo của đại nhân hay tuyệt, sáng mai ti chức phải thượng lộ ngay. Hắn chợt động tâm cơ nói tiếc những văn võ quan viên ở Đài Loan, xin đại nhân tạm thời thống lãnh dùng cho, Đức Hoàng thượng hết lòng tín nhiệm đại nhân. Chỉ cần đại nhân chấn giữ Đài Loan là các đại thần ở trong triều chẳng ai dám nói ra nói vào nữa. Vì tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng ta ở Đài Loan làm quan ít lâu cho biết mùi kể ra cũng thú. Gã cười hỏi tướng quân chưa được thánh chỉ mà thiện tiện giao đại quyền binh mã cho bản tước. Nếu hoàng thượng phiền trách thì làm thế nào? Thì là nghe gã hỏi lại phân vân trong giả, nghĩ thầm gã là đệ tử của Trần Cận Nam, là đồng đảng của bọn thiên địa hội phản nghịch. Vì thế Đức Hoàng thượng tuy sủng ái gã mà mấy năm nay bắt ở lại thông cật đảo không giao quyền bính hoặc cho là một việc gì nếu gã cầm quyền binh mã vào tay rồi cùng bọn thiên địa hôi tạo phản thì ta chắc bị sư tử sau một lúc xoay chuyển ý nghĩ hắn tìm ra kế hoạch tự nhủ ta đem toàn bộ thủy quân đưa đi là gã không dám cử động gì nữa nếu gã lớn mật làm càn mưu đồ tạo phản thì ta dẫn binh quay lại cũng dẹp được ngay hắn liền cười đáp ty chức nghĩ rằng đem đại quyền ở đài loan giao cho người khác có khi hoàng thượng trách phạt nhưng trao vào tay đại nhân thì chẳng có điều chi phải uy kỳ. Sau khi tan tiệc, Thi Lang hạ lệnh ngay đêm triệu tập văn võ quan viên ở Đài Loan đến tham kiến Vi Tiểu Bảo để giới thiệu việc trao quyền chỉ huy lại cho gã. Thì Lang lại mời sư gia viết bản tấu cho vi tiểu bảo nói là vì lo việc quân quốc mà tam thời chấn thủ Đài Loan để triều đình khỏi mối lo về mặt đông, đồng thời xin triều đình tha cho tội tự ý chuyên quyền. Mọi việc xong xuôi toan xuống thuyền khởi hành ngay hồi 228, cuộc đông tiến của quân La Sát. Vì tiểu bảo hỏi còn một việc lớn, tướng quân đã chuẩn bị chưa? Thi lang hỏi lại ti chức không hiểu còn đại sự gì. Vì tiểu bảo cười đáp chuyến này tướng quân bình trị Đài Loan, công lao không phải là nhỏ. Tướng quân phải đưa ít nhiều lễ vật cho mỗi vị đại thần ở trong chiều. Thi lang ngơ ngác hỏi đây là nhờ uy lực của thiên tử, công lao của tướng sĩ mà bình được Đài Loan các đại thần trong triều có giúp sức gì đâu vì tiểu bảo lắc đầu đáp lão thi ơi lão thi đắc ý lại đâm ra chứng nào tật ấy lão thi bình trị đài loan người ta đều tưởng lão là cây tiền núi bạc lão thi phát tài một mình nuốt hết các quan trong triều chẳng ai là không đỏ mắt thì làng vội nói đại nhân minh xét cho thì làng này mà lấy một lạng bạc nào của đài loan thì chuyến này lên bắc kinh cam chịu đức hoàng thượng xử tội lăng trì ngàn đao phanh thây vì tiểu bảo nói, bản tước biết rồi, tướng quân tự mình muốn làm một vị quan thanh liêm thì được, nhưng không thể bắt mọi người theo mình làm thanh quan. Tướng quân càng thanh liêm, người ta càng dễ dèm pha tướng quân. Họ bảo tướng quân ở Đài Loan mua chuộc lòng người, mưu đồ bất chính. Chuyến này tướng Đài Loan lên Bắc Kinh với hai bàn tay trắng, chẳng đem theo lễ vật mà toàn được ư. Thi lang đáp, thổ sản ở Đài Loan có những thứ gỗ khắc, giỏ tre, chiếu cỏ, Nếp ra, đành đem đi mỗi thứ một ít. Vi tiểu bảo nổi lên chàng cười hô hố, gã cười lăn cười lộn khiến cho thi lang thẹn đỏ mặt lên. Nhưng rồi hắn tỉnh ngộ ngay, nhìn vi tiểu bảo xã giải nói, đa tạ đại nhân có lòng chỉ điểm, chuyến này ti chức suýt nữa lại gây nên vạ lớn. Vi tiểu bảo triệu tập văn võ quan viên lại, nói, này thi tướng quân lên Bắc Kinh để thỉnh mạng cho trăm họ. Nếu không thành công thì toàn đảo phải nhà tan cửa nát khoản thỉnh mạng phí này chẳng lẽ để một mình thi tướng quân phải bỏ ra? Các vị lão huynh, các vị mau mau thu xếp đỡ đần cho tướng quân mới được. Thi làng trị quân rất nghiêm chỉnh, làm quan rất thanh liêm. Hắn đến Đài Loan chưa từng lấy tiền bạc vàng lụa của dân gian một chút nào. Nay vì tiểu bảo tiếp tay, lệnh đầu tiện của gã là đưa ra khoản thỉnh mạng phí. May mà trăm họ ở Đài Loan làm ăn cần kiệm, nhà nào cũng phú túc họ lại phong phanh có chỉ dụ ban ra cho quân dân phải thiên cư, ai nấy đều hồi hộp lo sợ. Bây giờ nghe nói Thi Lang muốn tiến kinh thỉnh mạng cho trăm họ khỏi phải thiên cư, nên khoản thỉnh mạng phí ai cũng vui lòng gom góp. Mới nửa ngày đã thu được trên ba chục vạn lạng, vì tiểu bảo lại hạ lệnh mượn ở công khố ngoài sáu chục vạn lạng nữa là một trăm vạn lạng. Gã còn chỉ điểm cho Thi Lang cửa nào cần đưa nhiều tiền và chỗ nào chỉ phải đưa ít. Thi Lang cảm kích vô cùng hắn lật đật thu xếp cho tới canh một mới khai thuyền được hôm sau vi tiểu bảo ra công đường nhìn các quan nói về vụ thi tướng quân đêm qua khởi hành tiến binh khoản thỉnh mạng phí tính lui tính tới còn thiếu hơn trăm vạn lạng bản tước vì bảo vệ trăm họ mà phải đem hết bao nhiêu tiền gom góp bấy lâu lấy cả châu báu cùng đồ trang sức của bảy vị phu nhân mới đủ số để giao cho thi tướng quân đem đi sử dụng hỡi ơi làm quan ở đài loan thật không phải chuyện dễ dàng huynh đệ bất quá tạm thời xử lý mà ngày đầu tiên đã mất không một trăm vạn lạng. Thế là nước lã ra sông, trong nhà sạch sành xanh. Viên tri phủ ở Đài Loan khon lưng đã khải bẩm đại nhân, đây là đại nhân vì thương yêu chăm họ mà hết lòng. Đại nhân làm cha mẹ dân chẳng khác gì Phật sống của bách tính. Ngoài trừ số tiền hơn sáu chục vạn lạng mượn ở công khố, một trăm vạn lạng của đại nhân dĩ nhiên đều do trăm họ gom góp để kính hoàn vì tiểu bảo gật đầu nói các vị mỗi người đều phải góp tiền là lại hai bàn tay trắng cái đó huynh đệ biết lắm bây giờ các vị quan to phải góp đến hàng vạn làng quan nhỏ cũng mấy ngàn hay mấy trăm không nhất định các vị đồng tâm hiệp lực cũng chỉ vì trăm họ mà thôi về khoản này dĩ nhiên nhân dân địa phương sẽ trả lại có điều chúng ta đã là quan phụ mẫu thì chẳng thể tính lời với trăm họ chỗ đó đành chịu thiệt vậy các quan nghe nói cả mừng đều ngỏ lời tạ ơn họ nhận thấy vì đại nhân rất thể tình cho người dưới. Phát tài đều được hưởng chung, đúng là một vị thượng cấp tuyệt hảo, vì tiểu bảo làm quan ngày đầu tiên đã khoét được 100 vạn lạng bạc. Từ đó trở đi tài nguyên tiếp tục cuồn cuộn đưa vào. Nghề xoay tiền của gã rất khôn ngoan, bất tất phải thuật kỹ. Sau mấy bữa, vì tiểu bảo lại sai chuẩn bị lễ vật đến nhà từ đường tế điện trịnh thành công để coi hình dạng của một vị quốc tính ra lừng danh thiên hạ xem thế nào vì tiểu bảo vào nhà từ đường ngẩng đầu nhìn lên thấy tượng trịnh thành công ngồi nghiêm trang trên ghế khuôn mặt tròn chỉnh môi trên môi dưới và nơi cằm mọc râu đen tua tua vì tiểu bảo nhìn tượng trịnh thành công thấy tai to nhưng mắt nhỏ cặp lông mày cong cong tướng mạo đầy vẻ hiền hòa tuyệt không ra chiều hảo mại anh hùng trong lòng không khỏi thất vọng gã liền quay lại hỏi tướng mạo quốc tính ra có giống hệt thế này không lâm hưng châu đáp pho tượng này tạc theo chân tướng của quốc tính gia dĩ nhiên giống hệt quốc tính gia nguyên là người đọc sách xuất thân ngài nổi tiếng đại anh hùng đại hào kiệt song tướng mạo rất nho nhã vì tiểu bảo nói té ra là thế gã lại ngó thấy hai bên đặt hai pho tượng nhỏ pho bên trái là phụ nữ pho bên phải là nam nhân gã hỏi hai pho tượng kia là ai lâm hưng châu đáp pho nữ tượng là đồng thái phi còn nam tượng là tự vương gia. Vì tiểu bảo hỏi tự vương gia là ai? Lâm Hưng Châu đáp là đại công tử của quốc tính gia, lên tiếp nhiệm làm vương gia. Vì tiểu bảo gật đầu nói, à, thế ra là trịnh kinh, tướng mạo tự vương gia cũng hao hao giống tên tiểu tử trịnh khắc sang. Gã lại hỏi, còn tượng gia sư là Trần Quân Sư đặt ở đâu? Lâm Hưng Châu đáp, Trần Quân Sư không có tượng. Vì tiểu bảo nói, ngụ đồng thái phi tồi bại quá chừng mau mau hạ tượng mụ xuống và kêu thợ tạc ngay pho tượng Trần Quân Sư đặt vào đó để bầu bạn với quốc tính gia. Lâm Hưng Châu cả mừng, lập tức chuồn vào khám thờ, hạ tượng đồng Thái Phi xuống. Vì tiểu bảo quỳ lại trước mặt tượng Trịnh Thái Công, gã dập đầu mấy cái rồi khấn, khải bẩm quốc tính gia, ngài là bậc anh hùng hào kiệt, vãn bối khấu đầu làm lễ chắc ngài cũng vui lòng. Mụ kiền bà này làm hư đại sự của ngài mà hàng ngày bầu bạn với ngài, nhất định làm cho ngài phải bực mình vãn bối giúp ngài đuổi mụ đi cho và đặt tượng của gia sư tức Trần Quân Sư thế vào để bồi tiếp ngài. Gã nghĩ tới sư phụ bị thảm tử, bất giác dòng châu lã chã khôn cầm. Trăm họ ở Đài Loan đều căm hận đồng phi thấu xương. Còn Trần Vinh Hoa lại chăm việc khẩn điền, mở mang việc học, chấn hương điều lợi, trừ bỏ điều hại, thương yêu trăm họ. Nhân dân đều xưng hô ông là gia cát lượng ở Đài Loan. Nhưng gặp lúc trịnh khắc sàng cầm quyền, không ai dám nói đến những điều tệ hại của đồng thái phi mà cũng không dám ca tụng trần vinh hoa câu nào bây giờ vi tiểu bảo hạ lệnh dẹp bỏ tượng đồng thái phi khiến cho mọi người khoan khoái vô cùng lại thấy vi tiểu bảo sụp lạy trước tượng quốc tính ra nước mắt đầm đìa trăm họ đều cảm kích tuy vì đại nhân đòi tiền khá nặng nhưng một là y làm đệ tử của trần quân sư nên nhân dân đài loan đem lòng kính ái hai là Thi Lang dẫn quân thanh đến lấy Đài Loan trừ diệt mảnh giang sơn của nhà đại minh ở ngoài biển. Vì thế mà chẳng ai ưa, mặc dù hắn là vị quan thanh liêm. Chăm họ còn nhận thấy ở vị thiếu niên vi đại nhân này tính nết hỏa ái dễ bề thân cận và đều mong y chấn thủ Đài Loan, hay hơn hết là Thi Lang vĩnh viễn không trở về. Nhưng sự thực trái với tâm nguyện, sau đó hơn một tháng, Thi Lang dẫn thủy binh trở về Đài Loan, vì tiểu bảo ra bờ biển nghênh tiếp gã thấy thi lang bồi tiếp một vị đại quan mặc phẩm phục vào hàng nhất phẩm đưa lên bờ. Vị đại quan này vừa bước lên cầu thang đã lớn tiếng hô, vì huynh đệ, huynh đệ mạnh giỏi chứ, ca ca nhớ huynh đệ muốn chết, vì tiểu bảo ngưng thần nhìn lại thì ra sách ngạch đồ. Gã mừng rỡ vô cùng lật đật tiến ra, hai người tay bắt mặt mừng đứng trên cầu thang, miệng cười ha ha. Sách ngạch đồ cười nói, vì huynh đệ, ca ca đem tin mừng đến đây đức hoàng thượng xuống chỉ cho huynh đệ trở về bắc kinh vì tiểu bảo vừa mừng vừa lo nghĩ bụng nếu ta chịu đi bắc kinh thì đã đi từ trước rồi vị tiểu hoàng đế này rất cố chấp không chịu đầu hàng ta ta không ưng đánh lại thiên địa hội ngài cũng không cần nhìn mặt ta nữa thì làng cũng cười hì hì nói tiếp hoàng ân bát ngát không thể nói xiết được đức hoàng thượng đã chuẩn tấu thu hồi chỉ dụ thiên di nhân dân ở đài loan vào nội địa quân dân ở đài loan hơn một tháng nay ngày đêm lo ngay ngáy chỉ sợ hoàng đế kiên trì việc phế bỏ đài loan vì họ cho là kim khẩu của đức hoàng đế phán ra quyết không thay đổi bây giờ thi lang nói câu này quan viên trên bờ vừa nghe lọt tai không nhịn được lớn tiếng reo hò và đồng thanh hoan hô muôn nam muôn nam đức kim thượng vạn vạn tuế tin này không có chân mà chạy thật nhanh chỗ nào cũng có tiếng hoan hô nổi dậy tưng bừng tiếp theo là tiếng pháo nổ rền không ngớt so với cuộc đốt pháo ngày Tết còn náo nhiệt hơn. Theo sử chép thì hồi ấy triều đình đã có quyết nghị bỏ Đài Loan. Sau này Thi Lang hết sức tranh đấu, quan đại học sĩ Lý Uy cũng xoay dùm mới thành quyết định thiết lập nha quan, phái quân đồn trú. Lúc đương thời việc này tựa hồ nhỏ mọn, nhưng ảnh hưởng rất lớn cho hậu thế. Ngày ấy nếu Thi Lang đấu tranh bất lực thì Thanh Đình Bình xong họ trịnh rồi liền phóng khí Đài Loan, bắt quân dân toàn Đài Loan phải thiên di vào nội địa tất người hà lan trở lại chiếm cứ và từ đó đảo đài loan không còn thuộc về bản đồ trung quốc nữa đương thời tuy rất nhiều người thoá mạ thi lang là hán gian nhưng đối với dân tộc trung hoa hắn đã ra sức tranh đấu cho triều đình thu hồi quyết nghị bỏ đài loan bảo toàn được mảnh đất lớn lao trên bản đồ trung quốc vậy công lao này không phải là nhỏ thi lang lại tâu lên hoàng đế xin giảm thuế điền địa cho đảo đài loan và được đức vua theo lời vậy hắn cũng có công với trăm họ ở đài loan còn thứ của thi lang là thi thế luân làm quan rất thanh liêm. Gặp trường hợp bình dân có chuyện tranh chấp với quan viên, thi thế luân tất nhiên che chở bình dân. Vì thế mà nhân dân xưng hô ông bằng thi thanh thiên. Thi thế luân là vai chính trong chuyện thi công án để lại cho đời sau. Còn thứ sáu của thi lang là thi thế loa làm thủy sư đề đốc tỉnh Phúc Kiến đồn trú ở Đài Loan năm Khang Hy thứ 16. Sử chép rằng, ngày 13 tháng 8 trời nổi quái phong bạo vũ gây nên tai nạn làm cho quân dân chết hại khá nhiều. Thế loa đứng suốt đêm ngoài trời rồi mắc bệnh mà chết ở trong quân vào khoảng tháng 9. Đức vua hạ chỉ lân tuất, truy tặng hàm thái tử thái bảo. Thế loa suốt đêm ở bên ngoài tắm mưa gội gió chỉ huy cuộc cứu thiên tai nhân đó mà bị bệnh mà thác, cũng đáng kể là một viên quan hết lòng thương yêu bách tính. Đó là việc về sau, hãy xin tạm gác nhắc lại sách ngạch đồ truyền chỉ dụ tường thưởng vi tiểu bảo và sai gã lập tức lai like kinh để bổ nhiệm vào việc khác vi tiểu bảo tạ ơn xong hai người liền vào nội đường truyền cho tả hữu lui ra để bàn chuyện kín sách ngạch đồ nói huynh đệ thể diện của huynh đệ phen này không phải là nhỏ đức hoàng thượng sợ trong lòng huynh đệ còn có điều ý kỵ nên đặc biệt sai tiểu huynh đến thúc giục huynh đệ có biết hoàng thượng sắp phái huynh đệ đi làm sứ mạng gì không vì tiểu bảo lắc đầu đáp đức hoàng thượng thần cơ diệu toán thì bọn nô tài chúng ta làm sao mà đoán thấu được sách ngạch đổ ghé miệng vào bên tay gã khẽ nói đánh la sát quỷ vì tiểu bảo sừng sốt rồi nhảy reo lên tuyệt diệu sách ngạch đồ nói đức hoàng thượng đã bảo huynh đệ được tin này nhất định cao hứng vô cùng quả nhiên đúng thiệt huynh đệ bọn quỷ la sát chiếm cứ một giải hắc long giang của chúng ta từ chiều thuận trì. bọn chúng rất đỗi ngông cuồng Đức tiền đế khoan hồng đại lượng, không muốn chấp trách. Ngờ đâu bọn quỷ la sát được đằng chân lân đằng đầu, chiếm đất mỗi ngày mỗi nhiều. Tỉnh Liêu Đông là nơi căn bản của nhà đại thanh ta thì để bọn quỷ đó uy hiếp thế nào được. Hiện nay đã dẹp xong loạn tam phiên và bình trị họ trịnh ở Đài Loan rồi. Nhà nước không còn việc gì nữa, nên Đức Hoàng thượng quyết dùng binh để đối phó với la sát. Vì tiểu bảo ăn không ngồi rồi ngoài đảo thông cật chắn ngán chẳng khác gì đánh bài cầu rút phải, người tịch. Oai, nay gã được tin này nức lòng nở giả, há hốc ra không ngậm lại được nữa. Sách ngạch đồ lại nói, Đức Hoàng thượng không muốn bới việc đã gửi mấy đạo chỉ dụ cho quốc vương nước La Sát mà Thủy chung họ không phúc đáp. Sau có sứ thần nước Hà Lan truyền bẩm nói là nước La Sát, tuy lớn nhưng rất man di mọi giờ. Khắp nước không một người nào hiểu được văn tự Trung Quốc. Họ tiếp được chỉ dụ của Hoàng đế ta mà chẳng hiểu chi hết, nên không biết đường phúc đáp đã thế quân la sát thủy trung vẫn không đình chỉ việc chiếm đất lão dừng lại một chút rồi tiếp đức hoàng thượng còn nói trung hoa chúng ta là thượng quốc biết điều nhân nghĩa chẳng thể không giáo huấn man di đã mở cuộc giết chóc vậy chưa chết là sự hòa hài huấn dụ họ một phen rể họ có cơ hội tài quá nếu sau khi huấn dụ họ vẫn bướng bỉnh không tuân giáo hóa bây giờ sẽ ra tay chu lục các vị đại thần ở trong triều không thông hiểu ngôn ngữ la sát chỉ có một mình huynh đệ Lời chú của tác giả, thời bấy giờ cuộc giao thiệp Trung Nga, hai bên không hiểu ngôn ngữ, không thông văn tự là chuyện thật. Sử chép rằng, Sa Hoàng nước Nga gửi thư cho vua Khang Hy có câu, trước Đức Hoàng đế có ban cho cuốn sách, nhưng Hạ Quốc không sao hiểu được, hãy còn bỏ đó. Vì tiểu bảo nghĩ bụng té ra là vì ta hiểu tiếng quỷ la sát mà tiểu hoàng đế chịu đầu hàng ta. Vẻ đắc ý của gã lộ ra mặt sách ngạch đồ hỏi, huynh đệ tinh thông nói cùng văn tự nước la sát dĩ nhiên là điều đáng quý lắm rồi. Nhưng còn một chuyện lớn càng không ai theo kịp. Nghe nói tỷ tỷ của quốc vương la sát cũng làm nhiếp chính mà vị nữ vương này lại là chỗ rất thân mật với huynh đệ có đúng thế không? Vì tiểu bảo cười ha hả đáp nữ nhân nước la sát đầy mình lông lá, nhiếp chính nữ vương Tô Phi A tướng Mạo coi được, nhưng nàng da to, sờ vào giáp lắm. Sách ngạch đồ cười nói, Đức Hoàng thượng đã muốn huynh đệ xuất mã, huynh đệ dáng làm cho nên việc, dù có phải sờ mó cũng cố mà chiêu. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, không tiêu được đâu, không tiêu được đâu, sách ngạch đồ nói, huynh đệ sờ một cái mà hai nước giao hảo, từ đây khỏi tai họa binh đao. Đó là một kỳ công để an bang định quốc, vì tiểu bảo cười nói, té ra Đức Hoàng thượng chẳng phải phái tiểu đệ dẫn quân đi đánh giặc mà là đi thi triển, thập bát mô thần công ha ha, thế này thì tức cười đến chết. Đoạn gã hắng giọng cất tiếng hát một ta sờ, hai ta sờ, sờ vào mái tóc vàng hoe của nữ vương nước la sát. Tóc nữ vương chẳng khác hoàng kim, vì tiểu bảo tha hồ mà xài, hai người trông nhau cả cười. Vì tiểu bảo chợt nhớ tới một điều vội hỏi, tại sao đức hoàng thượng lại biết chuyện tiểu đệ dính dấp với nữ vương nước la sát? Minh kiến của ngài trông xa muôn dặm, chẳng lẽ cả chuyện này ngài cũng nhìn thấy? Sách ngạch đồ cười nói, cái đó thì tiểu huynh không thể biết được. Hoặc giả trong bọn thuộc hạ của huynh đệ có người khải tấu đến tai hoàng thượng. Vì tiểu bảo vỗ đùi nói, phải rồi, nhất định là thằng cha phong tế trung đã tâu động cửu trùng. Vì tiểu bảo lại hỏi đến tình hình nước la sát xâm chiếm hắc long giang. Sách ngạch đồ liền thuật một cách tường tận nguyên từ đời vạn lịch nhà Minh, người la sát đã quyết ý xâm lẫn phương đông. Nước la sát tức là nước Nga la tư trong những chuyện thanh sử cào lang viên có nói nga la tư hay la sát chỉ là phiên âm mau hay chậm mà thôi đọc chậm là nga la tư mà đọc nhanh thành la sát theo bản âm của tiếng nga thì đọc thành la sát tương đối giống hơn nước la sát kế tiếp xây những thành thác mục tư khắc diệp nghi tái tư khắc nhã khu thứ khắc ngạc hoắc thứ khắc ở đất tây bá lợi á năm thuận trị thứ sáu người la sát lại xây thành trên núi lộc đình kêu bằng a nhĩ ba thành người Trung Quốc gọi là Nhã Tát Khắc Thành. Đồng thời chúng theo dòng sông tiến về phía đông, dọc đường chúng cướp bóc nhũng nhiễu nhân dân, năm tuần trị thứ 9, quan đô thống nhà Mãn Thanh ở Ninh Cổ Tháp là hải sắc dẫn 2.000 quân đánh đuổi bọn La Sát ở bên bờ sông Hắc Long Giang. Về sau lại có cuộc giao phong ở cửa sông Tùng Hoa Giang, quan đô thống nhà Mãn Thanh là Minh An Đạt Lý, dũng cảm tiến đánh, phá tan quân La Sát quân la sát lui về phía tây đắp thành ở ni bố sở một mặt sai sứ về mạc tư khoa xin viện binh sứ giả dọc đường phao ngôn là suốt giải hắc long giang đầy dãy kim ngân châu ngựa từng đàn phòng ốc của dân cư đều rát vàng vì thế người la sát mơ mộng một phen đại phát tài liền kết thành từng đội tiến về phía đông dọc đường chúng cướp bóc tàn hại trăm họ nhất là toán kỵ binh kha tát khắc lại càng tàn bạo Quan đô thống nhà mãn thanh ở Ninh Cổ Tháp là sai nhĩ hổ đạt và tướng quân ba hải lĩnh binh cự địch vào những năm thuận trị thứ 16, 17, thắng liền mấy trận, giết chết viên đại tướng thống lính quân la sát và chém giết toán kỵ binh kha tất khắc đến quá nửa. Từ đó, người la sát không dám tiến đến bờ sông Hắc Long Giang nữa. Mấy năm đầu vua Khang Hy, quân dân la sát lại kéo đến, dùng nhã tát khắc thành làm căn cứ địa vua khang hy dần dần lớn tuổi biết dã tâm của người la sát rất lớn liền hạ lệnh gia tăng cuộc phòng thủ và rời đội thủy quân ở cát lâm đến trú phòng tại hắc long giang quân la sát cũng không ngớt gia tăng thêm mỗi ngày một nhiều chúng đắp thành nhã tát khắc rất kiên cố đồng thời đặt nhà trạm trên đường giao thông đến bản độ nước la sát chúng quyết ý lấy cả khu vực rộng lớn theo giải hắc long giang khi ấy vua khang hy đang đem toàn lực để đối phó với ngô tam quế không thể chia quân chống cự bọn xâm lược la sát, phải chờ khi bình xong tam phiên, họ trịnh ở Đài Loan cũng quy hàng, không còn lo mối lo nội bộ. Hồi 229, tưởng hồn ma hóa ra người sống. Một hôm thuyền tới đường cô, vi tiểu bảo cùng sách ngạch đồ lên bờ, qua thiên tân về đến Bắc Kinh. Vi tiểu bảo vào đến cửa thành, tưởng chừng như đã qua một đời người. Gã nức lòng hời giả, tấm thân nhẹ nhàng như muốn bay lên tiên cảnh gã vào bài Ít đức hoàng đế ngay tức khắc. Vua Khang Hy đang ở ngự thư phòng truyền chỉ cho gã vào triều kiến. Vì tiểu bảo vén rèm cửa tiến đến trước mặt nhà vua phục xuống dập đầu lại. Gã chưa đứng thẳng người lên, bất giác trong lòng nổi mối bi thương, cứ nằm phục dưới đất lớn tiếng khóc ròng. Nhà vua ngó thấy gã, trong lòng nửa phần hoan hỉ, nửa phần tức giận, bụng bảo dạ thằng nhỏ này vô pháp vô thiên dám trai thánh chỉ. Chuyến này tuy phái gã đi xứ, nhưng cũng cần chừng giới gã một phen để gã khỏi y mình được dùng ái mà sinh kiêu ngạo. Nếu không thế gã sẽ thành con ngựa bất kham khó mà kiềm chế được. Tuy đức vua định bụng như vậy, không ngờ ngài thấy vi tiểu bào khóc lóc, lòng tâm lại nhũn ra. Ngài cười hỏi, con mẹ nó, thằng lòi này vừa thấy lão ra, sao lại khóc quà lên? Vì tiểu bảo vừa khóc vừa tâu, nô tài đã tưởng kiếp này không còn cơ hội thấy mặt hoàng thượng nữa mà bữa nay nô tài lại được chiều kiến long nhan, nỗi mừng vui quá độ khiến nô tài xúc động không cầm được nước mắt. Vua Khang nghi cười nói, dậy đi, dậy đi, lại đây cho ta coi, vì tiểu bảo lồm cồm đứng lên, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, bên môi lộ một nụ cười. Đức vua cười nói, con mẹ nó, thằng lòi này cao lớn gớm rồi, bất giác ngài nổi đồng tâm, rời khỏi ngự tỏa, nói, chúng ta thử so xem ta cao hay là ngươi cao ngài tiến lại đứng sát vào lưng vi tiểu bảo vi tiểu bảo thấy bề cao của nhà vua cũng tương tự như mình nhưng ngài đã muốn so sánh cao thấp chẳng lẽ lại để tôi cao hơn chúa gã liền co đầu gối lại một chút vua khang hy đưa tay lên sờ hai cái đầu thấy mình cao hơn một tấc liền cười nói chiều cao của chúng ta tương tự như nhau đoạn nhà vua chờ gót bước đi mấy bước vừa cười vừa hỏi tiểu quế tử người sinh hạ được mấy trai mấy gái rồi vì tiểu bảo tông nô tài kém cỏi lắm, mới được hai trai một gái. Nhà vua cười ha hả nói, vụ này ta giỏi hơn ngươi, hiện nay đã có bốn trai ba gái. Vì tiểu bảo nói, thánh thượng hùng tài đại lược, dĩ nhiên, dĩ nhiên không ai bì kịp. Nhà vua cười nói, đã mấy năm qua mà đường học vấn của ngươi chẳng tiến thêm được chút nào. Việc sinh hạ tử nữ thì có liên quan gì đến hùng tâm đại lược? Vì tiểu bảo tông ngày trước vua văn vương nhà chu sinh hạ một trăm con đại phàm các vị hào hoàng đế đều đông con vua khang hy cười hỏi sao người biết chuyện đó vì tiểu bảo tông hoàng thượng phái nô tài đi câu cá cũng tỉ như chu văn vương và khương thái công dĩ nhiên nô tài phải hỏi cho biết chuyện chu văn vương phòng khi hoàng thượng hỏi đến biết đường mà tấn đối mấy năm nay vua khang hy lo lắng việc đánh dẹp ngô tam quế Ngài bận bã suốt ngày đêm lo mưu tính kế, điều động quốc gia đại sự. Bên mình Ngài thiếu vi tiểu bảo, một kẻ thần từ nhỏ tuổi, đàm tiếu để giải khuây. Nhiều lúc Ngài cảm thấy cô đơn, bây giờ quân thần trùng hội, lòng dạ thành thơi, liền nói chuyện phiếm một lúc. Đức vua hỏi đến các sinh nhai của hắn ở đảo Thông Cật cũng như dân tình ở Đài Loan. Vì tiểu bảo kể lại tình hình sinh sống của gã ngoài hải đảo rồi đáp đất cát ở Đài Loan rất phì nhiêu, mức sản xuất thật khả quan trăm họ ở trên đảo đều sinh hoạt sung túc dân chúng được tin hoàng thượng chuẩn cho họ ở lại đài loan đều cảm kích hoàng ân không biết đến thế nào mà kỳ họ coi hoàng thượng như trời cao đất dày như cha sinh mẹ đẻ vua khang hy gật đầu nói việc thi chính trước hết là đừng quấy nhiễu nhân dân trăm họ đã an cư lạc nghiệp ở đài loan mà cưỡng ép họ phải thiên cư vào lục địa là một vụ rất phiền nhiễu các đại thần trong triều chẳng hiểu gì về tình hình Đài Loan nhắm mắt đưa ra đề nghị càn rỡ, suýt nữa làm lỡ đại sự. Người cùng thi lang hết sức khuyên can, công lao này không phải là nhỏ, vì tiểu bảo nhảy sổ lại, quỳ mọp xuống dập đầu tâu, nô tài mấy lần vi chỉ, dù phải chặt đầu đến 17, 18 lần cũng đáng lắm. Bất luận nô tài có công lao gì, hoàng thượng cũng bất tất phải để tâm nô tài chỉ khờ cầu đại đức tha mạng và chuẩn cho nô tài được phục thị luôn bên mình hoàng thượng. Vua Khang Hy mỉm cười đáp, ngươi đã biết chặt đầu đến 17, 18 lần cũng đáng, nhưng tiếc rằng ngươi lại chẳng có 18 cái đầu, nếu không ta nhất định chặt đi 17 cái. Vì tiểu bảo tông, dạ dạ, nô tài không cần nhiều đâu, chỉ cầu hoàng thượng để lại một cái cho còn miệng ăn cơm và nói năng được là đủ lấy làm thỏa mãn lắm rồi vua khang hy nói cái đầu này còn để hay không là ở nơi ngươi từ nay trở đi ngươi hết lòng chung không bao giờ dám vi chỉ thì đầu còn mà trái lại là mất vì tiểu bảo tông nô tài chữ chung vẫn đội trên đầu trung tâm cảnh cảnh xích đảm trung tâm tận trung báo quốc nhà vua cười hỏi những thành ngữ về chữ chung ngươi nhớ được khá nhiều còn gì nữa không vì tiểu bảo tông cả tấm lòng của nô tài là một chữ chung dĩ nhiên nhớ nhiều còn gần trung quân ái quốc trung thần bất phụ tử phụ tử bất trung thần lại còn trung hậu lão thực vua khang hy nói đứng dậy đi người mà trung hậu lão thực thì trong thiên hạ chẳng còn một tên nào điêu ngoa rào hoạt nữa vì tiểu bảo đứng dậy nói tâu hoàng thượng nô tài chỉ chung với một người là đức hoàng thượng còn đối với kẻ khác dĩ nhiên không chung mấy có khi còn gian nữa là khác nô tài có tính lưu manh cái đó hoàng thượng cũng biết rồi nhưng đối với hoàng thượng dốc dạ trung tâm đối với bạn bè hết lòng nghĩa khí gặp trường hợp trung nghĩa khôn vẹn hai bề nô tài đành rụt đầu rụt cổ ngồi câu cá ngoài đảo thông cật nhà vua đáp ngươi bất tất phải lo ông, ta không bắt ngươi đi đánh thiên địa hội nữa ngài chắp tay để sau lưng bước đi mấy bước chậm rãi nói tiếp đối với bằng hữu hết lòng nghĩa khí đó là một đức tốt ta cũng không trách ngươi Khánh nhân giảng đạo chung thứ chỉ chữ chung không phải chỉ nói về việc thờ vua mà đối với ai đã tận tâm kiệt lức cũng là hết lòng chung. Hai chữ trung nghĩa tuy một mà hai, tuy hai mà một. Người chẳng thà chịu chết chứ không phụ bạn, không vì vinh hoa phu quý mà bán đứng bạn hữu là một điều hiếm có, theo đúng phong độ của cổ nhân. Người đã không phụ bạn hữu, dĩ nhiên là không phụ ta. Tiểu Quế Tử, ta miễn tội trạng cho người chẳng phải hoàn toàn vì người đã lập nhiều công lao từ trước cũng không phải vì ngươi chơi với ta từ thuở nhỏ, mà là vì ngươi biết trọng nghĩa khí. Vì tiểu bảo cảm kích vô cùng, gã nghẹn đào tâu, nô tài, nô tài chẳng hiểu chi hết, mà chỉ biết người ta thật lòng đối đãi với mình, thì mình không thể phản bạn được. Vua Khang Hy gật đầu hỏi, nhiếp chính nữ vương nước la sát đối với ngươi tử tế lắm, nay ta phái ngươi đi đánh y thì ngươi tính sao? Vì tiểu bảo bật lên tiếng cười hích hích đáp, nhiếp chính nữ vương bị người giam lại suýt nữa bỏ mạng. Nô tài xui nàng cổ động bọn lính súng đoạt được ngôi cao. Như thế là đã trả ơn rồi, nàng phái bình định cướp đoạt giang sơn cẩm tú của hoàng thượng thì chẳng thể nào dung tha được. Người đàn bà này cực kỳ lãng mạn, bữa nay đi theo một nam nhân, ngày mai lại dính dấp với kẻ khác. Như thế chẳng thể nói là chân tâm được, đáng tiếc nước la sát ở xa quá không thì nô tài dẫn một cánh quân đến bắt nữ vương đó đưa về để hoàng thượng coi kể ra cũng thú vua khang hy nói năm chữ nước la sát xa quá là một điều khẩn yếu chúng ta phải tính làm sao đánh một trận cho thắng ngay hỏa khí của la sát tuy lợi hại kỵ binh của la sát tuy kiêu dũng nhưng bọn chúng ở xa mà chúng ta ở gần quân la sát vượt đường vạn dặm việc tiếp tế binh sĩ lừa ngựa hỏa khí đạn dược lương thảo quần áo không phải chuyện dễ dàng. Nhà vua dừng lại một chút rồi tiếp hiện ta đã phái hồ bộ thượng thư là y tang xây đắp hai thành ái huy và hô mã nhĩ, chứa lương thảo cùng đạn dược rất nhiều, lại thiết lập 10 nhà chạm lớn để cung ứng quân nhu lương thảo một cách dễ dàng và liên tục không bị gián đoạn. Hôm trước ta lại truyền chỉ đến Mông Cổ không cho họ giao dịch với người La Sát ta còn phái Hắc Long Giang tướng quân là Tát Bố Tố dẫn kỵ binh đến những nơi trồng lúa tiểu mạch và cao lương của người La Sát để phóng hỏa đốt hết, hoặc thấy lừa ngựa của quân La Sát cũng giết con mẹ nó đi. Lời chú của tác giả, những lời thuật trên đây đều là sự thực theo trong sử ký. Vua Khang hy dụng binh thắng được nước La Sát chẳng phải là chuyện may mắn mà vì kế hoạch chu đáo, chỉ huy đúng phép, chiến lược chuẩn đích. Vì tiểu bảo cả mừng tông, hoàng thượng điều động như vậy thì đúng là ngồi trong cái gì, để quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Trận đánh này thế là thắng được phần nửa rồi. Vua Khang Hy nói, chưa chắc đâu, La Sát là một nước lớn. Theo lời Nam Hoài Nhân thì địa đồ La Sát còn rộng hơn Trung Quốc chúng ta, nhất quyết không thể khinh địch. Bọn ta mà thất bại để mất liêu đông là dao động đến Trung Nguyên. Còn bọn họ có thua cũng không quan hệ đến đại cục, chỉ phải lui về phía Tây mà thôi. Vì thế trận đánh này nhất định phải thắng, không thể thua được người mà thất bại thì ta phải lĩnh binh thân chinh khi ấy việc đầu tiên của ta là chặt đầu ngươi nhà vua nói mấy câu này vẻ mặt cũng như thanh âm đều nghiêm khắc vì tiểu bảo sợ hãi tâu xin hoàng thượng vạn an cái đầu của nô tài không giữ vững được ở trên cổ thì đã bị quân la sát chém rồi quyết không đến hoàng thượng phải ra tay vua khang hy nói người hiểu rõ được điểm này là hay binh cơ hung hiểm chiến sự nguy nan không ai nắm vững được phần thắng ta chỉ cần ngươi chớ coi thường, đánh trận không phải trò đùa. vì tiểu bảo kính cần đáp dạ dạ, nô tài xin thận trọng. vua khang hy lại nói nếu chỉ có việc hành quân đánh trận thì không cần đến ngươi đi. nhưng chuyến này khai chiến với nước la sát không phải để tiêu diệt họ, chỉ cốt cho họ thấy khó mà rút lui, không dám xâm phạm cương thổ của ta nữa. bản ý của ta là như vậy. vì thế cần kiêm dùng cả ân lẫn huy, bọn họ đội đức cảm ơn hai nước vĩnh viễn hòa hảo mới là thượng sách nếu chỉ một đường chém giết thì nước la sát có bại trận cũng làm cho quốc vương họ thẹn quá hóa giận sẽ điều động cả nước sang đánh dù chúng ta có thắng trận cũng gây nên mối họa về binh đao không bao giờ chấm dứt được lão tử đã nói việc binh đao là chuyện bất tường không phải hành động quân tử bất đắc dĩ mới phải dùng tới nếu hòa được thì hòa đi là hơn không đánh mà khiến cho quân đội của người phải khuất phục là thượng thượng đại cát Nhà vua nhìn thẳng vào mặt gã nói tiếp, nếu người thuyết phục được nhiếp chính nữ vương nước la sát hạ lệnh lui binh, hai nước giảng hòa thì công lao của người lại càng lớn nữa. Vì tiểu bảo tông, nô tài gặp tướng la sát sẽ đem thánh dụ của hoàng thượng mở đường cho bọn họ, lại bảo họ chuyển lời đến nhiếp chính nữ vương. Vua Khang Hy nói, ta đã sai mấy vị giáo sĩ ở Tây Dương đi hỏi cho biết những cố sự trải bao triều đại của nước la sát, cùng là phong thủ, địa lý, quân trinh, nhân sự ở nước này vì tiểu bảo tông hay lắm hay lắm thế là hoàng thượng đã biết người biết mình tất nhiên bách chiến bách thắng nhà vua mỉm cười nói bọn giáo sĩ đều nói người la sát khinh khi kẻ hiền lành sợ hãi người hung dữ nếu ngươi chỉ một niềm dùng lời tử tế với họ thì họ được đằng chân lân đằng đầu lại càng làm dữ vì thế cần lộ ra cho họ biết lực lượng và không dám trêu vào tay bọn ta do đó chúng ta một mặt phải huy động đại quân chuẩn bị đầy đủ muốn đánh là đánh mặt khác mình tỏ ra là một thượng quốc trộm lễ nghĩa không ỉ mạnh để uy hiếp ai vì tiểu bảo nói nô tài hiểu rồi chúng ta có lúc phải đỏ mặt rốt đao tỏ vẻ hung hồ có khi đưa bộ mặt trắng ra cười hi hi để vốt ve họ ý như ra cát lượng thất cầm mạnh hoạch khiến họ thua mà phải tâm phục không dám tạo phản nữa vua khang nghi cười khành khạch đáp chính là thế đó vì tiểu bảo thấy tiếng cười của nhà vua có điều cổ quái gã xoay chuyển ý nghĩ, hiểu rõ ly lẽ, liền cười nói lại tỉ như đức vạn tuế thất cầm tiểu quế tử, khiến cho nô tài vừa cảm kích vừa sợ hãi, từ nay không dám dở quẻ. Tiểu quế tử lại ví như tôn ngộ không, dù thần thông quảng đại cũng không tài nào nhảy ra khỏi bàn tay nhà Phật của đức vạn tuế. Vua Khang Hy cười nói, người càng lớn tuổi lại càng khiêm nhường, giả tỷ muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay ta thì ta cũng không nắm giữ được. Vì tiểu bảo đáp, nô tài được ở trong lòng bàn tay hoàng thượng thì trong giả khoan khoái vô cùng, khi nào còn nhảy ra nữa. Vua Khang Hy nói về vụ ngô tam quế, kể ra công lao của ngươi không phải là nhỏ. Trong công cuộc này không biết ngươi có theo kịp chăng, này ta phái ngươi thống lãnh thủy lục tam quân đi đánh nước la sát, đã cho đắp thành nhã tát khắc trên núi Lộc Đình và phong ngươi làm tam đẳng Lộc Đình công, phủ viễn đại tướng quân. Võ tướng có bọn đô thống bằng xuân, hắc long giang tướng quân tát bố tố. Ninh cổ tháp tướng quân Ba Hải giúp sức, văn có sách ngạch đồ giúp đỡ. Trước hết chúng ta hãy lấy một vạn quân mã bộ, năm ngàn thủy binh. Nếu chưa đủ thì muốn lấy thêm bao nhiêu nữa cũng được. Trong thành ái huy, Ninh cổ tháp đã dồn chứa lương thảo đủ dùng cho đại quân được ba năm. Ngoài ra, quân nhu, lừa ngựa đều chuẩn bị đầy đủ. Về giá chiến pháo có 150 cỗ, súng đánh thành 50 cỗ. Như vậy đã đủ chưa? Vua Khang Hy nói một câu, Vi Tiểu Bảo lại tạ ơn một lời. Gã chờ Đức Vua nói xong rồi quỳ xuống dập đầu lia lìa. Vua Khang Hy lại nói, kỵ binh và bộ binh của nước La Sát đóng ở Nhã Tát Khắc và Ni Bố Sở không đầy hai ngàn. Chúng ta dùng binh lực gấp bảy tám lần để đối phó, thế là sức nặng muôn cân đối với họ rồi. Người đừng để oai danh của người Trung Hoa bị tổn thương mới được vì tiểu bảo tông trận đánh này nô tài đại biểu cho đức hoàng thượng đề xuất binh bọn nô tài chỉ chùn nhụt một chút cũng đủ khiến người la sát coi thường xin hoàng thượng cứ yên tâm nhà vua hỏi ngươi còn cần dùng gì nữa không vì tiểu bảo đáp nô tài có đem theo 500 quân đằng giáp ở đài loan về kinh bọn chúng đã đánh trận với quân hồng mao trên chống cự hỏa khí nô tài tưởng nên dẫn bọn này đi trinh tiễu la sát Vua Khang Hy cả mừng nói, như vậy càng hay, bọn cựu bộ của trịnh thành công đã đả bại toán quân hồng mau nước Hà Lan mà ngươi dẫn đi chiến đấu với bọn La Sát thì chúng ta lại nắm chắc thêm mấy phần thủ thắng. Ta vẫn lo âu hỏa khí của quân La Sát rất lợi hại có thể gây nên thương vong quá nhiều cho tướng sĩ bên ta. Vì tiểu bảo tông, đằng bài có thể cản trở súng đạn đối phương, quân đằng giáp lại lăn mình dưới đất xông tới dùng đao chém vào chân quân địch. Nhà vua nức nở khen, thế thì tuyệt diệu. Thế thì tuyệt diệu, vì tiểu bảo lại tông nô tài có một tiện thiếp, ngày trước đã theo đến mạc tư khoa, nên thị cũng tinh thông la sát quỷ thoại. Nô tài thỉnh cầu hoàng thượng gia ân chuẩn cho thị được đi theo trong quân đề phòng khi dùng đến. Nên biết lề luật của thanh triều lúc ra quân mà đem thao gia quyền là một tội lớn, vì thế vi tiểu bảo phải tấu chỉnh trước. Vua Khang Hy gật đầu đáp ta biết rồi, ngươi đi lập công cho lẻ, vì tiểu bảo dập đầu tạ ơn lui ra. Gã vừa tới cửa phòng, nhà vua lại hỏi, nghe nói sư phụ ngươi là Trần Vinh Hoa bị trịnh khắc sảng giết chết phải không? Vì tiểu bảo sừng sốt đáp, dạ, đúng thế, nhà vua dặn, đây hey, trịnh khắc sảng đã quy hàng triều đình và ta chuẩn cho rồi. Vậy con cháu họ trịnh nhất luật được bảo toàn, ngươi đừng làm khó dễ gì với hắn, vì tiểu bảo không làm sao được dĩ nhiên phải vâng trì. Chuyến này gã lai kinh định kiếm trịnh khắc sảng để rửa hận ngờ đâu vua Khang Hy đã tiên liệu và dân dò như vậy mà còn đụng đến hắn tức là vi trì. Gã tự hỏi, chẳng lẽ mối thù hạ sát sư phụ mà ta bỏ qua được ư? Gã cúi đầu từ từ cất bước, bỗng nghe tiếng người hô, vi đại nhân, công hỷ đại nhân, vi tiểu bảo nghe thanh âm rất quen thuộc, ngừng đầu lên nhìn thấy người đứng trước mặt thân cao vai rộng, đang cười hề hề nhìn mình. Người này chính là quan ngự tiền thị vệ tổng quản Đa Long vì tiểu bảo giật nảy mình lên ngày trước gã trốn ra khỏi hoàng cung về phủ chính gã đã vùng đào đâm chết đa long gã tự hỏi phải chăng đây là hồn ma xuất hiện để đòi mạng gã sợ quá toàn thân run bần bật đã toan xoay mình bỏ chạy rồi lại muốn quỳ xuống năn nỉ xin tha nhưng hai chân gã vẫn đóng đinh xuống đất không sao di động được nửa bước hạ thể trước sau đều cấp bách còn thiêu té đái vãi phân bỗng thấy đa long tiến gần lại nắm lấy tay gã cười nói hảo huynh đệ lâu nay không thấy mặt ca ca lúc nào cũng tưởng nhớ mọi việc đều được như ý cả chứ nghe nói huynh đệ ở thông cật đảo câu cá cho hoàng thượng thỉnh thoảng lại được thánh chúa vinh thăng quan tước ca ca cũng vui mừng vì tiểu bảo thấy bàn tay lão nóng hổi ánh mặt trời đã chiếu vào hành lang bên người lão có bóng hẳn hoi dường như không phải ma quỷ nỗi kinh hãi đã giảm bớt một phần gã ngần ngừ đáp, dạ dạ. Bây giờ gã lại sợ đa lòng nghĩ tới mối thủ cũ tính bài trả oán. Gã rất nghi ngờ vì hiển nhiên gã đã phóng trùy thủ đâm vào trái tim lão thì sao lại không chết. Trong lúc hoang mang, gã không tìm ra được đáp án. Lại nghe Đa Long nói, ngày đó ca ca ở trong phủ huynh đệ bị người ám toán may nhờ huynh đệ đánh đuổi thích khách, ca ca mới được toàn mạng. Vụ này ca ca chưa có dịp ngỏ lời tạ ơn, nhưng trong lòng lúc nào cũng ghi nhớ lão dừng lại một chút rồi tiếp, huynh đệ ở Đài Loan còn gửi thi lang cho quà, ca ca thật cảm động quá. Vì tiểu bảo thấy vẻ mặt lão rất thành khẩn, quyết không phải đưa lời móc máy. Gã nghĩ thầm, lão làm ngự tiền thị vệ tổng quản, làn cận thần bên mình hoàng thượng, thi lang chuyến vừa rồi về kinh đốt lót dĩ nhiên lão phải có phần chắc là lão hỏi thi lang về chuyện ta nên họ thi nhân tiện mua chút nhân tình đã nói là trong lễ vật có phần của ta để tỏ vẻ hắn kết giao thâm hậu với ta ở đài loan kể ra thi đang cũng khôn ngoan hắn nói thế phòng khi có ai làm khó dễ cũng phải nể mặt ta phần nào rồi gã tự hỏi nhưng lão bảo ta đánh đuổi thích khách cứu lão khỏi chết thì làm gì có chuyện đó vụ này khiến ta phải điên đầu cũng không nghĩ ra đa ông thấy sắc mặt vi tiểu bảo lúc trắng bợt lúc xanh lè hình như trong lòng hồi hộp lo âu, liền cho là vừa rồi gã đã bị nhà vua chỉ trích điều gì, liền tìm lời an ủi. Dạo này Đức Hoàng thượng thường khi nóng lòng nóng ruột, chắc là vì nước la sát khinh ta thái quá. Huynh đệ bất tất phải quan tâm, lát nữa chúng ta vào quấy Hoàng thượng một bữa rồi sẽ nói chuyện. Vì tiểu bảo đáp, n đức của Hoàng thượng như trời cao đất dày. Ngài vừa mới thăng quan cho tiểu đệ, tiểu đệ hết lòng cảm kích. Không biết thế làm thế nào để báo đáp quân ân. Đa Long cười nói, "Công hỷ, công hỷ, huynh đệ làm việc mẫn cán, chia sẻ mối lo của hoàng thượng được thăng quan là việc dĩ nhiên." Lão nói câu này cũng lộ vẻ vui mừng. Hồi 230, thống lãnh ba quân làm đại soái. Vì tiểu bảo thấy giọng nói và vẻ mặt của Đa Long đối với mình vừa ra chiều thân thiết, vừa to vẻ thành thực hâm mộ. Gã lại biết lão là một hán tử thẳng thắn không quen làm bộ giả dối bao nhiêu nỗi lo âu sợ hãi trong lòng đều tiêu tan hết gã cười nói đa tạ đại ca xin đại ca chờ một chút tiểu đệ mắc đi tiểu quá rồi vì hầu chuyện hoàng thượng rất lâu phải nín nhịn cho đến bây giờ thì không nín được nữa rồi đa long cười hơ hớ lão biết hoàng đế đã tuyên triệu vào bệ kiến thì thần tử chưa thấy nhà vua xuống chỉ cho lui ra chẳng khi nào dám cáo thoái kẻ thần tử gặp lúc mót đái là một chuyện thật dây dà. Nhưng trường hợp này cũng hiếm lắm, chỉ vì vi tiểu bảo là hạng sùng thần, hoàng đế mới nói chuyện lâu với gã. Còn đối với đại thần khác, ngài chỉ nói vài ba câu đã xuống chỉ cho rút lui không đến nỗi té đái vãi phân. Giữa Đa Long và Vi Tiểu Bảo trước kia rất thân thiết với nhau, nay lại cử biệt trùng phùng, dĩ nhiên trong lòng cao hứng kể sao cho xiết lão liền dắt tay gã đưa đến cửa căn nhà danh rồi đứng chờ hôm ấy vì tiểu bảo gặp trường hợp bất đắc dĩ mà phải phóng lao đâm đa long gã nghĩ tới bình nhật lão đối với mình rất tử tế thân mật trong lòng gã không khỏi ân hận ai ngờ lão lại không chết và tuyệt chẳng có ý gì phiền trách gã nên gã vào tiểu tiện càng thêm phần khoan khoái gã định đi tiểu xong chờ ra sẽ tìm cách dò hỏi cho biết rõ tình trạng ngày trước nhưng gã vừa ra đa long đã nói ngay hôm ấy lúc ca ca tỉnh lại hỏi ra mới biết mình nằm liệt giường đã ba ngày bốn đêm quan thái y cho hay may mà trái tim của ca ca mọc lệch đi nên nhát đao của thích khách chỉ đâm vào phổi chứ chưa chạm đến trái tim thái y còn bảo những người trái tim mọc lệch như ca ca thì hàng chục vạn người cũng khó có một vì tiểu bảo la thầm trời ơi thật đáng thẹn cho ta té ra vì vậy mà lão không chết gã cười đáp tiểu đệ cứ tưởng đại ca là một hào hán tâm trường thẳng thắn rẻ đâu lại có trái tim thiên lệch trái tim đại ca đã thiên lệch thì nhất định cũng thiên ái một vị tiểu di thái thái nào đó đặc biệt hơn các vị thái thái khác đa lòng ngạc nhiên một chút rồi cười đáp huynh đệ không nhắc ca ca cũng không nghĩ tới thực tình ca ca sủng ái để bát phòng tiểu thiếp gấp đôi các phòng khác đó chắc cũng vì lẽ trái tim thiên lệch mà ra hai người lại cười ồ vì tiểu bảo nói tên thích khách đó võ công rất cao cường hắn đến ám toán đại ca mà tiểu đệ cũng không phát giác đa long nói phải rồi lão hạ thấp giọng xuống nói tiếp vừa gặp lúc kiến ninh công chúa điện hạ đến thăm huynh đệ chúng ta là phận nô tài không dám hỏi nhiều về vụ này ca ca phải dưỡng thương ba tháng mới bình phục hoàng thượng cho hay vi huynh đệ đã liều mạng giải cứu ca ca được toàn sinh và đâm chết thích khách những chi tiết tường tận về vụ này huynh đệ bất tất nhắc tới nữa. Nói tóm lại, ca ca rất cảm ơn huynh đệ, vì tiểu bảo là hạng mặt dày, có thể nói là mặt dày số nhất số nhì tại triều Khang Hy, nhưng nghe lão nói mấy câu này cũng không khỏi thẹn đỏ mặt lên. Bây giờ gã mới hay hoàng đế đã giấu giếm cho mình? Một là chính miệng hoàng đế nói ra, dĩ nhiên đa long tin ngay, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai là vụ ấy dính líu đến chuyện tư tình của công chúa thì người trong cung càng ít người biết càng hay dù ai nghi ngờ đến đâu cũng phải giấu kín trong lòng nếu không thế vì tiểu bảo cũng phải bịa chuyện hoang đường để che lấp là một điều khổ tâm cho gã vì tiểu bảo trong lòng vô cùng hổ thẹn gã định bụng đối với người bạn trung hậu thành thực này phải có phen báo đáp để đền bù tội lỗi gã liền nói tiểu đệ ở đài loan có đem về một ít thổ nghi lúc trở về sẽ sai người đem tới biếu đại ca đa lòng xua tay lia lịa gạt đi bất tất phải thế chúng ta như người một nhà sao huynh đệ còn ra chiều khách sáo lần trước thi lang đã đưa lễ vật của huynh đệ về cho ca ca thế là nhiều quá rồi vì tiểu bảo chợt nhớ tới điều gì bụng bảo giả vụ này làm ơn được mà không mất tiền hoàng thượng có biết ra cũng chẳng thể bảo là ta vi trì gã liền cười hì hì hỏi đa đại ca tên tiểu từ trịnh khắc sảng sau khi quy hàng ở bắc kinh làm cho gì Đa Long đáp, hoàng thượng đối đãi với hắn cũng tử tế, phong cho hắn hàm nhất đẳng công. Thằng lòi đó thật vô tích sự, bất quá nhờ phước ấm của tổ tiên mà tước vị còn cao hơn huynh đệ một bậc. Vì tiểu bảo nói, ngày trước chúng ta dẫn chơi đã vu cho hắn thiếu nợ bọn thị vệ một vạn lạng bạc, do tiểu đệ bỏ ra trả nợ cho hắn. Vụ đó đại ca còn nhớ không? Đa Long cười khanh khách đáp, nhớ chứ, nhớ chứ vị cô nương mà huynh đệ ưa thích đó về sau ra làm sao? Nếu cô còn đi theo hắn thì chúng ta tới đó đoạt cô lại. Vì tiểu bảo mỉm cười đáp vị cô nương đó đã thành vợ của tiểu đệ và sinh con rồi. Đa Long cười nói, công hỷ, công hỷ, nếu không thế thì tên tiểu tử trịnh khắc sàng ở đất kinh sư mới là nhất đẳng công, nhị đẳng công, một vị tước gia chỉ có hư danh mà không quyền thế phỏng có khác gì hồ lạc bình nguyên bị chó lớn. Còn mẹ nó, tiểu huynh nói lầm rồi, chúng ta tới tận nhà, chắc thằng lòi đó phải sợ co vòi, đến phát trung tiện cũng không dám phóng ra. Lão dừng lại một chút rồi tiếp loài phiên vương đã đầu hàng thì suốt ngày nơm nớp lo sợ. Chúng ta đại nhân là đại nhân hoàng thượng thường nghi ngờ hắn trong lòng bất phục rồi toan bài tạo phản. Vì tiểu bảo đác chúng ta cũng bất tất phải khinh khi gã, có điều giết người thì phải thương mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Đó là việc thiên kinh địa nghĩa đừng nói gã bất quá mới là nhất đẳng công, dù đến bậc thân vương quốc thích cũng chẳng thể quyệt nợ ai được. Đa Long nói, phải lắm, phải lắm, ngày ấy hắn thiếu huynh đệ một vạn lạng bạc, trong bọn ngự tiền thị vệ của chúng ta rất đông người chứng kiến. Vậy chúng ta đến đòi nợ, vì tiểu bảo mỉm cười nói, thằng lòi đó thật chẳng ra gì, nguyên một vạn lạng bạc đó chưa đáng kể, sau hắn còn tiếp tục vay tiểu đệ nhiều lần chính hắn hạ bút viết giấy thiếu nợ đưa cho tiểu đệ giữ. Ba đời họ trịnh nhà hắn ở Đài Loan làm vương gia tích lũy kim ngân tài bào nào phải ít cua. Lần này nhất định hắn đem cả đến Bắc Kinh, trịnh thành công và trịnh kinh là hảo nhân, có khi không khoét tiền của trăm họ, nhưng tên tiểu tử trịnh khắc sàng chẳng lẽ cũng chịu nới tay. Hắn làm vương gia một ngày, ít ra cũng thu được hàng trăm vạn lạng, hai ngày hai trăm vạn, ba ngày ba trăm vạn hắn làm vương gia mấy ngày thì đại ca cứ tính ra mà lấy nợ. Đà lòng há miệng líu lưỡi đáp, thật là lợi hại, thật là lợi hại, vì tiểu bảo nói, tiểu đệ về tìm những giấy nợ đưa cho đại ca, khoản tiền đòi được, tiểu đệ không lấy nữa. Đà lòng vội ngắt lời, thế thì không được, tiểu huynh chỉ đòi dùm thôi và nhất định đưa lại không thiếu một đồng. Tiểu huynh đã đem bọn thị vệ dưới trướng đến nhà đòi nợ thì dù hắn lớn mật đến đâu cúc chẳng dám chống cự không trả. Vì tiểu bảo nói, khoản nợ này lớn lắm, thằng lòi đó ngày trước ăn xài dữ quá, phung phí tiền bạc như cỏ rác. Này muốn đòi một lần mà lấy đủ đại nhân không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ làm thế này vậy? Đại ca đưa người đến đòi mà trong vòng 10 ngày lấy không được thì đành để hắn trả làm nhiều lần và cắt ra thành từng món nhỏ, bắt hắn viết văn tự lại để anh em thị vệ đứng tên trái chủ. Mỗi tấm văn tự hoặc một ngàn lạng cũng được, hay hai ngân lạng cũng nên tên thị vệ nào đòi được là của y, đà lòng đáp như thế không được, bọn thị vệ đều là cựu bộ hạ của huynh đệ. Nay chúng đòi nợ dùng thượng cấp cũ là việc nhỏ mọn mà lại lấy thường thì còn ra thế nào? Vì tiểu bảo nói, bọn chúng là thuộc hạ cũ của tiểu đệ thì cũng là hảo huynh đệ, hảo bằng hiểu. Mấy năm nay tiểu đệ bước tiền trình hiền đạt, mấy phen ra quan tấn tước mà chưa có gì đối xử với anh em, trong lòng thật ấy náy. Vậy mấy trăm vạn lạng bạc này để đoàn thị vệ chia nhau là phải. Đa lòng kinh hãi hỏi, sao? Mấy trăm vạn lạng kia ư? Vì tiểu bảo mỉm cười đáp kể tiền vốn thì không nhiều đến thế. Nhưng bên trong còn nợ cờ bạc, nợ không tên. Vốn lãi chồng chất mãi lên thành ra số mục lớn. Về khoản này dĩ nhiên đại ca cũng giữ một phần kha khá. Đà lòng vẫn không tin, miệng lẩm bẩm mấy trăm vạn lạng kia ư. Cái này, cái này hơi nhiều quá vì tiểu bảo đáp vì thế mà nên chia ra viết thành nhiều văn tự để đòi cho tiện gã thấp giọng xuống nói tiếp vụ này đại ca đừng để dính líu gì đến tiểu đệ nếu bọn ngự sử biết chuyện sẽ làm bàn tấu hoặc tiểu đệ về tội giao thông với ngoại phiên phóng trái kiếm lời thì tội danh không lớn nhưng cũng không nhỏ nhưng nếu bọn ngự tiền thị về đến đòi nợ hắn mỗi tên một hai nghìn lạng thì thành chuyện nhỏ chẳng căn hệ gì gã dừng lại một chút rồi tiếp nếu đại ca sợ riêng một bọn thị vệ được ăn mối can hệ hãy còn quá lớn thì cho cả quan quân ở kiêu kỵ doanh cùng đi. Bọn chúng cũng là cựu bộ hạ của tiểu đệ, nên chia chác cho họ. Đa lòng luôn miệng khen phải, lão đã định bụng món nợ này đòi về ít ra cũng phải trả cho vi tiểu bảo phân nửa. Lão cho là tuy gã khẳng khái khoáng đạt, nhưng chẳng thể để cho gã mất cả món tiền huyết mạch. Vi tiểu bảo ra khỏi hoàng cung, trong lòng cực kỳ đắc ý gã nghĩ tới Đa Long dẫn đoàn thị vệ cùng quan quân kiêu kỵ danh hùng hổ đến đòi nợ, khiến cho trịnh khắc sàng phen này phải điên đầu, càng lấy làm khoan khoái vô cùng. Vua Khang Hy đã căn dặn vi tiểu bảo không được đến làm khó dễ trịnh khắc sàng để trả mối thù hắn đã sát hại sư phụ. Nhưng gã chơi trò này thì ít ra hắn cũng bị phá sản mất nửa cơ nghiệp, trịnh khắc sàng dù bị vú đau cũng đành câm miệng, ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hó hé để tiếng tăm đồn đại ra ngoài dù có người biết tới thì đây chỉ là việc riêng về công nợ, cờ bạc, giữa hắn cùng bọn ngự tiền thị vệ và bọn quan quân ở kiêu kỵ doanh. Người ta sẽ cho là trịnh khắc sảng ỷ con nhà giàu có, ăn chơi đàng điếm, không cần trọng trên đường lập thân, đã phải quy hàng đến Bắc Kinh còn xong chơi cờ bạc, chứ chẳng ai phiền trách vi tiểu bảo. Vì tiểu bảo vừa ở Hoàng Cung đi ra liền gặp bọn khang thân vương kiệt thư, lưu ý, Minh Châu, sách ngạch đồ, lạc đức hồng, vương hy. Huỳnh Cơ, Ngô Chính Trị, Tống Đức Nghi toàn là đại thần cả người mãn lẫn người Hán đến chờ sẵn ở cửa cung. Ai nấy sung xít lại đưa lời hỉ giả, rồi cùng kéo nhau đến ngõ đông mạo. Đoàn người chưa tới nơi đã nhìn thấy một tòa phủ đệ rất hùng vĩ ngạo nghễ hiện ra trước mắt. Tòa ở đệ này so với bá tước phủ ngày trước đồ sộ gấp mấy lần. Trên cổng lớn đã treo một tấm biển sơn son nhưng còn trống trơn chưa viết chữ nào. Vì tiểu bảo tuy ít học, nhưng treo biển không chữ cũng phải nhận ra gã còn đang ngơ ngác thì khang thân vương cười nói vì huynh đệ đức hoàng thượng đối với huynh đệ ơn đức thật bao la như trời cao đất dày năm trước bá tước phủ bị phát hỏa thiêu rụi huynh đệ không ở kinh thành đức hoàng thượng hay tin liền phái ca ca xây dựng lại phủ đệ cho huynh đệ trong thánh chỉ không ấn định khoản tiền xây cất là bao nhiêu chỉ nói nhất thiết mọi vật ứng dụng cùng tiền bạc cứ vào nội khố mà lấy đây là đức hoàng thượng có ý thưởng công cho huynh đệ thì ca ca tất phải dè dụm đồng tiền mà hoàng thượng đã ban cho dĩ nhiên ca ca thực hành công việc kiến trúc một cách rộng rãi huynh đệ thử coi đã hợp ý chưa lão vừa nói vừa vuốt râu mỉm cười vì tiểu bảo vội ngỏ lời tạ ơn gã qua cổng lớn đi vào quả nhiên thấy phủ đệ cực kỳ hoàn mỹ so với phủ khang thân vương chẳng kém mấy khang thân vương lại nói tòa vọng đệ này xây dựng đã lâu để chờ huynh đệ trở về cư trú lão dừng lại một chút rồi tiếc có điều ca ca chưa biết hoàng thượng còn ra ơn cho huynh đệ thế nào, phong quan tước gì, nên tấm biển treo ở cổng phủ hãy còn để chống chưa viết chữ vào. Nay được biết huynh đệ được sắc phong lộc đỉnh công, vậy bốn chữ lộc đỉnh công phủ, phải chờ đến lý đại học sĩ vẫy bút một phen vậy. Lý Huy làm bảo hòa điện đại học sĩ kiêm hộ bộ thượng thư, là một vị uyên thâm nhất trong làng đại học sĩ. Dĩ nhiên Lý Huy cũng không chối từ. Cầm bút kính cần theo lối khải thư viết bốn chữ, Lộc đỉnh Công Phù. Kẻ Tòng lại hạ biển xuống sai công tượng thiếp chữ vàng vào biển rồi treo lên. Tối hôm ấy, trong Lộc đỉnh Công Phù mở đại yến khoản đãi các vị đại thần cùng hoàng thân quốc thích đến mừng. Bọn Trịnh Khắc Sảng, Phùng Tích Phạm cùng nhân viên ở Đài Loan Quy Hàng cũng đưa đồ lễ, nhưng không thân hành đến mừng. Vì tiểu bảo tiễn tân khách ra về rồi lại mở ra yến cùng bảy vị phu nhân chúc chén khánh hạ gã nói cho mọi người hay sẽ đưa song nhi đi theo trong cuộc bắc trinh sáu vị phu nhân kia đều khó chịu bảo gã lòng giả thiên lệch vì tiểu bảo lại một phen hoa ngôn xảo ngữ nói đây là ngự chỉ của hoàng thượng ngài biết song nhi đã qua la sát quốc am hiểu ngôn ngữ của nước này nên phái thị đi theo để giúp việc trong quân chướng sáu vị phu nhân nghe gã nói đành im tiếng không dám dị nghị gì nữa hay ở chỗ song nhi là người ôn nhu khiêm hòa Mối tình đối với cả sáu vị rất tha thiết, nên không ai sinh lòng đố kỵ. Chỉ có kiến ninh công chúa nghĩ mình ở địa vị cành vàng lá ngọc ngự muội của Đức Hoàng thượng, mà không bằng một tên tiểu nha đầu xuất thân ti tiện, trong lòng không khỏi bực tức. Nhưng bình thời nếu trong bảy vị phu nhân xảy cuộc tranh chấp thì sáu vị kia sẽ về một bè để đối phó với công chúa. Kiến ninh công chúa đã thân thế cô đơn, lại chẳng được vi tiểu bảo bênh vực mấy năm nay nét đành hanh của nàng đã thu lại nhiều, không dám gây hấn một cách khinh suất. Hôm sau, vì tiểu bảo sai song nhi lấy tờ huyết thư vay nợ của trịnh khắc sàng viết ngày ở thông cật đảo. Gã mời Đa Long tới để trao cho lão. Đa Long cả mừng nói, đã có bằng chứng này trong tay thì chúng ta có thể dán sành ra mỡ. Nếu tên tiểu tử trịnh khắc sảng dám lớn mật cãi xóa để quyệt nợ thì bọn ngự tiền thị về và kiêu kỵ doanh chúng ta còn làm việc ở trong kinh thế nào được. Sau mấy bữa, vua Khang Hy ngày nào cũng tuyên triệu vi tiểu bảo tiến cung, lấy tấm địa đồ rất lớn chỉ điểm cho gã cách tiến quân thế nào, đánh địch ở đâu, vây thành làm sao phải tiếp viện thế nào. Nhà vua ớt nhất chỉ thị một cách tương tận, lại dùng bút son khuyên rõ trên đồ hình. Vì tiểu bảo tông, cuộc bắc tranh này là đức hoàng thượng thân hành tự cầm quân. Kẻ nô tài không dám chủ trương bất cứ một quyết định nào nói tóm lại là nô tài nhất nhất tuân chỉ của hoàng thượng để tiến hành công việc mà thôi. Nếu không thế thì nô tài có thắng trận cũng chẳng làm cho hoàng thượng được vui lòng. Vua Khang Hy mỉm cười gật đầu, vì tiểu bảo nói vậy rất hợp ý ngài, nhà vua thường nhỏ đã học võ nghệ mà chẳng có cách nào thi triển, chỉ được cùng vi tiểu bảo dẫn chơi cho vui. Về sau ngài lại phái vi tiểu bảo ra ngoài làm việc không ngớt. Trong nội tâm nghĩ đều coi gã như người thay mặt mình vì tiểu bảo nhỏ tuổi hơn nhà vua, về võ công, mưu trí, học vấn, kiến thức nhất nhất gã còn kém ngài xa. Gã mà thành công được dĩ nhiên ngày càng nổi tiếng, ngài nghĩ tới chính đức hoàng đế triều nhà Minh tự phong làm uy võ đại tướng quân Trấn quốc công, thân hành lĩnh binh ra trận thì chỗ dụng ý chân chính cũng chỉ là không cam chịu cảnh tịch mịch, muốn phô trương thân thủ mà thôi. Hành động của vua Khang Hy không nhộn nhịp như chính đức hoàng đế. Nhưng do việc phái vi tiểu bảo ra quân, trong lòng ngài cũng lấy làm thỏa mãn. Mấy năm trước, Ngô Tam Quế tạo phản, cần những mãnh tướng đánh quen trăm trận đối phó, chứ không phải chuyện tầm thường. Nếu ngài cho vi tiểu bảo thống lãnh đại binh, nhất định hỏng việc. Cuộc đánh mấy năm đó, tuy vua Khang Hy không thân hành lâm trận, nhưng chiến dịch nào ngài cũng hỏi cho biết rõ chỗ lợi chỗ hại tựa hồ trông thấy trước mặt. Nhân cuộc chiến vừa qua, ngài hiểu thêm binh pháp chuyến này đi đánh la sát, bất luận việc to việc nhỏ, nhà vua đã dự bị kế hoạch hoàn thiện. Đại quân chưa ra khỏi cửa, ngài đã nắm chắc phần thắng, khác hẳn việc trừ loạn ngô tam quế, lúc nào ngài cũng hồi hộp lo âu, chứ chẳng được vững tâm như ngày nay. Tòa khâm thiên giám lựa ngày hoàng đạo để ra quân, vua khang ghi ban yến ở điện Thái Hòa, ngoài cửa ngọ môn cũng phô trương nghi lễ, đặt nơi ngự tỏa, bầy sắc ấn. Vương công bách quan đều đủ mặt, vua khang hy bước lên mùi ngự tòa phủ viễn đại tướng quân lộc đình công vi tiểu bảo thống lĩnh bọn xuất trinh quan là bằng xuân tát bố tố hà hữu lâm hưng châu cùng bọn vận lương quan sách ngạch đồ tiến ra quỳ xuống nội viện đại thần tuyên đọc sắc như theo ba thể chữ mãn mông hán để trao sắc ấn đại tướng quân và ban y mã cung đao các tướng quan xuất trinh chia ban thể lập ở phía bắc cầu kim thủy hai bên tả hữu tấu nhạc bày các cuộc vui nhà vua ban lệnh cho đại tướng quân tiến lên trước ngự tòa dặn dò phương lược rồi ban ngự tửu đại tướng quân quỳ xuống khấu đầu uống rượu tiếp theo bọn đô thống phó đô thống tiến lên hoàng đế sai thị vệ ban rượu sau nữa bách quan cùng ba quân đều được uống rượu ban cho kim tiền và vài lùa quan quân tạ ơn rồi đại quân bắt đầu khởi hành vua khang hy thân hành tiễn đưa ra khỏi cửa ngọ môn đại tướng quân cùng các quan quỳ xuống xin nhà vua hồi giá rồi thủy lục đại quân lên đường Bắc Trinh. Từ ngày vi tiểu bảo vâng mệnh hoàng đế đi hành sự, chưa bao giờ được vinh hạnh như lần này. Trong lòng gã vô cùng đắc ý, khỏi cần tường thuật. Có điều gã biết đây là công cuộc rất hệ trọng, bao nhiêu trò khôi hài đều phải thu lại. Trong quân không dám mở cuộc đổ bát, dọc đường những lúc rỗi rãi chỉ mời mấy tên đại tướng vào gieo xúc sắc, ai thua phải uống rượu mà thôi bát nhật đại quân ra khỏi sơn hải quan tiến vào liêu đông vì tiểu bảo trùng du cựu địa có điều năm trước gã cùng song nhi phải vào rừng sâu bắt hưu làm bữa hành trình trốn lùi rất là thảm hại đâu được oai phong như cuộc bắc trinh như ngày nay đại quân tiếp tục tiến về phía bắc một hôm đi tới còn cách thành nhã tát khắc chừng hơn trăm dặm đội tiên phong của hà hữu đến đại doanh báo cáo là được trăm họ cho hay quân la sát bốn bề nhũng nhiễu nhân dân giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc, cực kỳ tàn ác. Cứ mười mấy ngày chúng lại làm một chuyện, họ tiên liệu chỉ mấy bữa nữa địch quân sẽ gây cuộc cướp bóc. Vì tiểu bảo đã được vua Khang Hy chỉ thị mưu cơ, liền ra lệnh cho đại quân hạ trại, không tiến binh nữa. Gã lại sai hà hữu thống lĩnh 20 đội, mỗi đội 100 người, chia đi mai, phục ngấm ngầm, cách thành nhã tát khắc 30 dặm. Hễ thấy đại đội binh mã la sát kéo đến thì không được đổ ra chiến đấu, tránh cuộc giao binh chỉ những khi gặp tiểu đội địch quân mới xông ra mà giết, mà bắt cho kỳ hết, đừng để một tên nào về thành, Hà Hữu vâng lệnh đi ngay. Qua mấy bữa, một hôm vào buổi chiều, vẳng nghe có tiếng đau thương từ phía xa vọng lại, chỗ này yên lặng, thì chỗ kia nổi lên hồi lâu không ngớt. Vì tiểu bảo biết là quân tiên phong bên mình đang giao chiến với quân la sát. Đến lúc gần tối, Hà Hữu phái người về đại doanh báo tin thắng trận, giết được 85 quân la sát, bắt được 12 tên. Vào khoảng canh 2, tướng tiên phong dẫn 12 tên quân la sát đưa tới đại doanh. Vì tiểu bảo thân hành mở cuộc thẩm vấn, 12 tên quân la sát nghe vi tiểu bảo nói tiếng la sát đều không khỏi kinh hãi. Nhưng bọn chúng rất quật cường, nói là vì chúng mai phục mới bị thất bại. Chúng còn chê thanh binh ý nhiều thắng ít, chẳng lấy gì làm vinh dự. Vì tiểu bảo cả giận gọi hai tên la sát lại gã móc trong bọc lấy bộ xúc sắc ra nói hai người hãy gieo xúc sắc đi trò gieo xúc sắc các nước ở tây phương đã có từ xưa người ai cập đào cổ mộ lấy được bộ xúc sắc cũng giống như xúc sắc ở trung quốc